nay nhảy lên sư phụ về được hai cái dòng đá ngọc bích của hai dòng đá mặt Phật. Đây, nói mình gì đúng rồi nha. Cho nên là dòng này là 700 nè, nhưng mà thỉnh về cho mấy chị với giá 600 nè nha. Cho nên chế nào hôm nay mà chế nào hôm nay đủ duyên thì chế đó, chế đó, chế nào hôm nay đủ duyên thì chế đó thỉnh được hai dòng Phật, hai mặt Phật mẹ Quan Âm ha, ha mấy chị ha. Nói chung là hai cái mặt Phật ngọc bích này nè, hai cái mặt gì vậy? Ai vậy? Ừ, chặn rồi. À, đặt hàng, đây đưa cục hàng của Nguyễn Thị Bảo Nhi 100kg nè. Dạ, à, đặt hàng, xong rồi bơm hàng em, mà nó tưởng đâu là em chưa nhận được cái tín hiệu bơm hàng của nó, nè, nó mở ra nó coi cục hàng nè. Xong rồi nó vô nó đặt tiếp hai bộ đồ. Và xong rồi nó chửi em là đặt đồ mà sao em ru em viết đi. Xong rồi em mới nói chuyện với nó là em nói là ủa sao tại sao đặt hàng cục hàng này bơm mà sao đặt hàng. Cái tự nhiên nó chọn nít em mà mấy chị đó. Đây nè, một trong những thành viên ưu tú 100kg quỷ ma. Mấy quỷ này cho ở chuồng hết đi. Mấy quỷ này là phải cho nuôi gì môi trường nha mấy chị. Hàng của ai? Rồi xong rồi có mẹ gì nữa nè mấy chị, có mẹ này xin nhà tối thôi. Có mẹ này rất là dễ thương và dễ nhận mấy chị. Em ơi, có đồ này 100kg không? Dạ có, nhà em có size từ 60 đến 100kg. Cái xong bà hỏi vậy có 101kg không? Dạ em kêu dạ nhà em không có 101kg, chặn nít luôn. Làm như không bán tới đồ 100kg là có lỗi với dòng họ bà con mẹ gì. Xong rồi cái bà hỏi tới 100kg thì em nói có, thì em nói có đúng không? Cái xong rồi họ Hàng Kiều em tặng tôi dòng chuỗi nha. Cái xong rồi ủa em có tặng gì dòng chuỗi hả? Không nhớ luôn. Xong rồi cái bà hỏi đó vậy thì có sai tới 101kg không? Dạ không. Vậy đùa má chặn nít luôn. Má làm gì tụi con có lỗi với mấy bà dòng họ nhà bả sao hết trời. Thì nhiều lúc đau lòng thiệt chứ. Anh bớt đóng cho. Em không biết em làm gì cái thời có tình luôn á. Chị hôm nay chạy lên sư phụ thì được hai cái dòng đem về mấy chị. Dạ 600 nha. Dạ đây là dòng ngọc bích ha, dòng ngọc bích đầm đầm đỏ hoa nhí. Hôm qua mặt kế caro còn không? Đầm đỏ hình như qua còn có 1-2 con à. Gì vậy? Dâm chương thì xong rồi. Sao dễ vậy? Chờ đâu cái đầm hôm qua anh Tư, anh Phước ơi, anh Tư ơi, cái đầm hôm qua đầm hoa li ti đỏ còn 1-2 cái và đem hết xuống thôi. Thì bỏ xuống ngoài chút rồi. Qua lên coi thử còn mấy cái tư. Đầm hoa li ti đỏ hôm qua con Mana Canh nó mặc còn 1-2-3 cái gì đó lấy xuống hết đi. Em xả cho ốc tiêu nè, chút xíu chị xả cho ốc tiêu nè. Xả cho ốc tiêu với giá 220 nha, còn mấy con á. Ừ, ai hơn chịu thôi. Đây nè mấy chị. Nhưng mà em nói mấy chị nha, những cái dòng nhà em là đều có trì chú ha. Đây, ngọc thạch bích nè, mặt phận. Thì những cái dòng nhà em đều có trì chú. Cho nên chị nào mà đã thỉnh rồi, nhất tâm thỉnh rồi thì làm ơn, khi không đeo thì bỏ dùm chỗ sạch sẽ, hoặc là bỏ trên trang ha. Đấy, thì bỏ trên trang giúp em nha. Đeo ngược, quẹo lại. Đó, chỉ có hai dòng thôi nha. Coi như chị nào đủ duyên thì lấy về ha. Chị nào không đủ duyên thì cứ để đó là gì. Nè còn một con XL nè, xả 220, còn một con XL nè. Tại vì còn ba con. Con gì đây? Còn ba con XL đầm này nha. Còn đúng ba con XL rồi xả là 280, xả 220. Chị nào 70 đến 80kg quốc. Ừ vậy thôi, chị nào cuối cùng thì coi như may mắn thôi. Còn ba, chị có cái đầm này mà màu cam đất nữa đó ốc tiêu. Chị có mã đầm này mà màu cam đất nữa ốc tiêu, có muốn coi thì báo nha. Đây, chị nào chốt đầm
giá là 220 ha. Phải cho cắt 2-3 đồ lót đi. Đồ lót hồi giờ mấy chị chờ nhiều lắm. Chị Vy Vy nói gì kìa. Lấy kem thì lấy kem, quý vị muốn lấy đen thì lấy đen nha. Rồi ba con,
lấy một bộ gió cầu mít L. Dạ, set ở giữa là set 340 này chị. Nó gồm có quần, nó có quần caro, nhưng mà caro này nó giống như dãy bố đó, với lại một áo sơ mi và một áo khoác khỉ ở ngoài. Đó là cái bộ em đang treo ở giữa đó nha. Quần mặc váy màu đen 3 cái Nguyễn Văn, 3 cái quần mặc mặc váy màu đen coi Nguyễn Văn nào nè. 3 cái 150 của Nguyễn Văn, 3 cái 150 của Nguyễn Văn. Dạ, dạ được. Quần mặc váy 3 cái 3 màu, dạ có 2 màu à chị. Rồi, Quỳnh Thị Hồng Gấm 3 cái nè. Quỳnh Thị Hồng Gấm 3 cái, 3 cái lấy 2 màu, dạ được chị. XL của ốc tiêu nè, XL của ốc tiêu, 260 của ốc tiêu. Dạ được. Rồi lấy 2 đen, 2 đen 1 kem, 2 đen 1 kem cho chị Nguyễn Tâm nè. Chị Nguyễn Tâm 2 đen 1 kem. Dạ 2 đen 1 kem của Bimbilai, 2 đen 1 kem của Bimbilai. Bimbilai 2 đen 1 kem. Dạ baby Bimbilai 2 đen 1 kem. 2 đen 1 kem. Quần mặc váy 3 cái đen của chị Thanh Loan đổ ra. Chị Thanh Loan 3 cái đen, 3 cái đen của chị Thanh Loan. Thanh Loan 3 cái màu đen của chị Thanh Loan. Thanh Loan in lại. Quần mặc váy 3 cái màu đen của Quế Anh Lam. 1, 2, 3. Nó bị đứng giấy Thanh Loan. Đợi chút mấy chị. Rồi Vi Thanh Loan đi. Tôi Vi Thanh Loan mang quần mặc váy đen Thanh Loan không có dấu. Nè em chọc ngón tay chào Thanh Loan nè. Thanh Loan làm bill, anh ghi trên bill của Thanh Loan nhớ đổi đầm đi. Thanh Loan mới gửi. Thanh Loan mang quần Quế Anh Lam. Ủa Thanh Loan có chưa vậy? Rồi đây nè. Thanh Loan có nè. Rồi Quế Anh Lam. Dạ rồi Quế Anh Lam ba quần mặc váy màu đen Quế Anh Lam. Yến Phi 3 cái, 2 đen 1 kem. 2 đen 1 kem. 2 đen 1 kem của chị Yến Phi có chưa con? Nguyễn Tâm thì phải bé heo không? Đúng rồi, Nguyễn Tâm bé heo á. Chưa có chị của ba. Quần mặc váy 2 kem 1 đen của Quyên Mỹ Phạm. 2 kem 1 đen của chị Quyên Mỹ Phạm, 150 ngàn. 150 ngàn của Quyên Mỹ Phạm. Ta bị tạo lỗi rồi ta. Có chưa con? Nếu tạo lỗi là sao nghe? Ờ, im nha, Nguyên Mi Phạm để im nha. Rồi, chờ đợi chút vô lại mấy chị ơi, bấm bị lỗi rồi. Phạm Trang ba quần đen. Dạ, 150 ba cái chị. Rồi, Nguyên Mi Phạm lại nè. Nguyên Mi Phạm lại rồi. Bi bấm rồi Bi. Gì kỳ vậy? Quyên Mi Phạm nè. Này là làm tiền nữa rồi nè. Quyên Mi Phạm là 2 kem 1 đen rồi chị Phạm Trang. Phạm Trang nhắn tin cho Phạm Trang luôn đi. Phạm Trang là 3 cái đen. 3 cái đen. Rồi chắc là đòi tiền hơn nữa rồi đó. Tiền ra nữa rồi. Tiền đã thua cờ cá ngựa rồi. Đã thua cờ cá ngựa 500 rồi. Tự nhiên mấy cái nhau thì một cái thì sẽ 800 đô. Ừ, tôi nói vậy nó muốn kiếm tiền. Vậy nó hiện tại số lượng đơn hàng đặt giới hạn cho phép 800 đô một tháng. Nó phải nâng cấp thay vì tháng 4-500 giờ tháng 1,5 triệu mới in được đầy đủ vậy đó, hiểu không? Khờ quá. Giá nhiêu bán qua đi em? Không. Lo mẹ nói gì? Tao cay nha mày.
Ồ, mấy chị có ở đây coi like không? Sao tối nay có mấy chục chị vậy? Đây có mấy chục chị rồi. Không ai chốt hỏi chứ không phải đi đây. Rồi lên quần lót nha. Dạ có, chị lên đòi em tí nha. Em mới làm tiền dữ dàng lắm. Nó làm tiền dữ dàng lắm. Bỏ chung vô bao, bỏ chung vô bao. Rồi bỏ chung đó. Rồi bây giờ em lên tiếp cái quần mà bữa giờ mấy chị hỏi nè. Cái quần này là cái quần không phải là quần ren. Có hôm em về hai đợt quần. Một quần đợt su đợt trước. Su thung lạnh mà chị nào cũng chờ. À, su thung lạnh mà chị nào cũng chờ quần này. Dạ quần này giá nhiêu em chưa biết. Nhiêu quần nè. Nhiêu quần để em coi giá cái này. Hôm nay lên áo vú nha mấy chị. Hôm nay lên áo vú nha. Rồi từ nha. Rồi tí xíu em kiếm chị nè. Quần này là em nói mấy chị là từ 70 đến 100 ký là mấy chị mặc bao sướng luôn. À, rồi quần này 400 mấy chị. Mấy chị mua 10 quần thì 390 ha. 10 quần 390 gì hết á. Là từ 70 đến 100 ký. Nhất là những chị mà 100 ký. Nhất là những chị 100 ký mà thích thoải mái mà lưng cao tới rúng ha. Đó, thích thoải mái và lưng cao tới rúng. 5 quần là 200. 5 quần là 200 hình như là xăng lên đó mấy chị. Nè mấy chị coi cái đường gân của nó nè. Mấy chị coi cái đường gân của quần là mấy chị phê liền phê lòi. 70 đến 100 ký quần lót mà lưng cao tới rúng nha mấy chị. Lưng cao này là ôm hết bờ mu, ôm hết bờ chim. Và cái quan trọng là ngay chỗ này nè. Cái quan trọng ngay chỗ đùi mấy chị sẽ không bị chật, không bị cứa vô đùi và không bị hâm nách, hâm háng, hâm chim, hâm mu và hâm bà đít. Đó, cái quần này nó rất là thích. Cái quần này là mấy bữa mấy chị hỏi hoài là Yên ơi cái mẫu này về không? Thì ở trên kho nó chỉ còn XL thôi và em đang chờ cái mẫu 2X về là mẫu này. Nha, toàn là màu nhung thôi. Chị nào chốt quần này, chốt giùm em nha. Rồi nó em báo in được rồi đó. Nó báo in được rồi đó. Dạ tí em lên áo lẻ với đầm nha. Đợi em lên đồ lót xong rồi. Chị nào chốt áo lót, chị nào chốt quần lót 5 cái 100 ngàn, 5 cái 200 chốt giùm em. 10 cái 390. Rồi bỏ vô đi đi. Hôm qua ai thiếu? Chị. Quần chị cầm là tới rúng nha Ngọc Dưỡng. Quần chị cầm mà tới rúng. Còn quần đây mặc để đợi ngày đất là khỏi chờ. Khỏi chờ ngày đất nha. Rồi lên tiếp cho chị một mã ren. Một mã quần lót ren. Đây có. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã quần lót ren. Quần này Ngọc Dưỡng về mặt là chỉ có bao phê lòi thôi. Bao phê lòi háng thôi. Không có màu tối chứ này ơi. Nó chia hai vậy, nó không có màu tối. Đưa đây, đưa quần ở đây. Nó không có màu tối đâu chứ. Lấy ngẫu nhiên nha, 5 cái chia 2 nha chị. Có 5 cái chia 2 nha. Dụ như 1 nè, 2 nè, 3 nè, 3 nè, 4 nè. Rồi 5 cái của chị Lan nè. 5 cái của chị Lan tròn 1, 2, 3 nè, 4, 5, đưa ra, đưa ra. 5 cái của chị Lan tròn nè. 5 cái của chị Lan Trần nè, 200. Rồi 5 cái của chị Ngọc Dưỡng nè. 5 cái này của chị Ngọc Dưỡng nè. 5 cái của Ngọc Dưỡng. Rồi 5 cái của Tung Tung đi. 5 cái của chị Tung Tung nè. Quần này đẹp, em nói với chị đẹp phê lòi. 5 cái của chị Tung Tung nè. 1, 2, 3, 4. 5 cái của chị Tung Tung nè. In chưa bi, in chưa lùng. 5 cái của chị Tung Tung là còn như tí cóc sử dụng vậy thôi. 5 cái của chị Tung Tung nè. Nói chung là quần này mấy chị mặc đợi tới cái ngày nó rất là khỏi đợi. À, rồi lên cho mấy chị mã ren. Và thông báo với mấy chị mã ren cũng vậy nha. 70 đến 100 tí. Em nói là quần này đã qua cái tay của em rồi. Cái qua của tay của em nữa rồi mấy chị về mặc chỉ có bao phê với bao lòi thôi. 70 đến 100 tí quần lót ren. Lưng cao. Em nói mấy chị là form rất là đẹp, mã rất là đã luôn ha. Form đẹp, mã đẹp, rất là êm. Đầm này là mấy chị mặc từ từ nha. Mặc mấy ổng đi về đứng nhậu cho mặc nhậu về một cái gì ti đi đâu ạ? Mặc nhậu về một cái là nó đè đầu, nó hiếp dâm mà đừng có đi kêu tôi cứu nha. Tôi nói cho biết á, quần lót ren 5 cái 200. 5 cái 93kg của chị Hoa Sakura. Đưa 5 cái quần kia đi. Rồi 5 cái của chị Hoa Sakura là 200. Quần lót ren 70 đến 100 ký mấy chị mặc không viền đi kiếm ý yên.
Rồi kiếm ý Yên làm gì thì từ từ mình tính tiếp nha. Từ từ mình tính tiếp, kiếm ý Yên làm gì từ từ tính tiếp. Chốt giùm em lóc ren 5 cái 210 cái 309. 5 cái 210 cái 309 đưa lóc ren cho tao luôn. À. Alo. Alo mấy chị ơi. Alo. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. 5 cái ren của chị Tuyên Nguyễn. Em có 3 bì quần lót. Nhưng mà bì này là bán cho mấy chị chục chứ không bán 5 cái. 5 cái chia 2 ra đi. Rồi 5 cái. 5 cái của chị Tuyên Nguyễn lót à. Nè từ 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 từ. Lót ren 5 cái của chị Tuyên Nguyễn trước nè. Tuyên Nguyễn 5 cái à, 200.000. Rồi mẫu mẫu 5 cái. Mẫu mẫu 5 cái 200. Rồi lấy tiếp đi. Trúc Linh 5 cái 200. Đó là ai của ai cũng được. Đó của ai? Rồi Tuyên Nguyễn bỏ vô đi. Giống nhau mà đưa qua đưa lại gì anh Tư? Tư? Cái gì vậy? Rồi đợi Tuyên Nguyễn mẫu mẫu. Rồi Trà My đâu? Trà My mẫu mẫu cho Tuyên Nguyễn. Rồi 5 cái của ai đây? Tao lấy làm hai cái đen kỹ ti. Lấy chia ra chứ người không có đen, người đen không biết tâm luôn. Tụi tao lấy hai cái đen rồi đọc hai cái đen không nghe hả? Lấy gì mày lấy cái người gì mà màu tấu con người màu nổ không mà ti. Xin kỹ cho em. Lấy ai vậy? Lấy ai vậy? Trúc Linh có chưa? Rồi Trúc Linh 5 cái ren nè. 5 cái ren của Trúc Linh ti đưa cái quần qua đi ti. 5 cái của Trúc Linh đến rồi đủ 5 cái không ạ? 5 cái chục của Trúc Linh nè. Còn hai bé có mấy viên mà lộn xộn ghê. Cái gì vậy? Áo gì quần lót có 200 hết mà gì 150 vậy? Hàng hóa gì giờ mắt không có kiểm nghiệm được luôn. Đỗ Thị Thu Phương rõ ràng. Hồi bữa lấy bộ đồ lên kêu bỏ vô cho Đỗ Thị Thu Phương. Rồi cuối cùng giờ hàng cứ dưới mắt bộ đồ Đỗ Thị Thu Phương. Hàng hóa bán kiểu này ship đi đỏ đỏ hết luôn. Rồi 5 cái của Bimbi Line nè. 5 cái của chế Bimbi Line nè. Em thêm một cái XL nữa, tổng hai bộ là thêm bộ dấu cộng. Đi xuống dưới lấy bộ dấu cộng XL cho chị ốc tiêu đúng không nha Tuy? Nãy mình lấy một cái đúng không? Nãy quên để ý. Rồi quần lót ren có ai? Có ai? Alo, có ai chốt quần lót ren giùm em nữa không? Nó còn lạc đạn 5 cái nha. Quần này là size 70 đến 100 kg. Quần này mấy chị mặc êm lắm. Ở trước là lót ren, ở sau là nó là. Đó là gì quên. Rồi bộ dấu cộng của ốc tiêu 260 của ốc tiêu nè. 260 của ốc tiêu. Hôm qua là mấy chị nè, quần này em có 3 bịch thôi. Quần này là quần giết kho. Quần này những chị mà lớn tuổi mặc được ha. Giờ mình mới già cho tiêm quần lót. Dạ ok đưa quần lót. Rồi quần lót ren nè chế ơi. Quần lót ren nè chế 70 đến 100 kg nha chị. Nhưng mà em nói mấy chị nó mềm mà nó đã lắm. Mềm giờ đã tập trung vô cái giá đàng hoàng nha Lùng. Bán cái kiểu gì hoài là không còn vốn để bán đâu, nó không giỡn đâu. 5 cái 70 đến 100 kg, 5 cái lấy bịch bỏ vô. 5 cái lót ren của chị Lan Nguyễn nè. Chị Lan Nguyễn thành phố ha. 5 cái lót được không chị? 5 cái lót ren của chị Lan Nguyễn ở đây. 5 cái lót ren 200 của chị Lan Nguyễn nè. Rồi vuông lót này nè mấy chị, 10 cái. 10 cái bán cho mấy chị với giá 190. 10 cái tặng 2 cái mà nó chỉ có màu đen với màu xanh đen. Và quần lót này dành cho những chị lớn tuổi tí ha. Quần lót này dành cho những chị lớn tuổi tí. Chị nào bắt đầu từ tuổi nhí nhẩm như cỡ em trở lên là mặc cái này được rồi nè. Nhưng mà nó có màu xanh đen và màu đen nha. Màu xanh đen và màu đen. 10 cái bán một bịch 10 cái 190.000. Chỉ có 3 bịch thôi. Quần này là quần hút kho nè. Quần này size 70 đến 100 kg, quần hút kho nè. Thứ nhất là ôm hết bộ mông, thứ hai là quần này tới rúng, thứ ba là quần này là thun lần, thứ tư là quần này không còn, chỉ còn 30 cái. Dạ, yeah. Ha, 5 quần lót ren của chị Nguyễn Phương gần nhà anh Tư. Hồi bữa cái deal của chị Nguyễn Phương mở dưới đây anh Tư không biết. Chị Phương cứ qua đi và chọn là chị Phương cứ qua mà ưng thì cứ lấy nha. Em cứ để chung cho chị Phương. Rồi 5 quần lót ren của chị Nguyễn Phương. Dạ 10 quần, 10 quần của chị Quỳnh Châu nè. 190.000 của chị Quỳnh Châu. 190.000 của chị Quỳnh Châu. 10 quần 190 của chị Quốc Thơ đâu rồi?
Rồi 10 quần 109 của chị Cúc Hoa nè. 109 nè con. Ờ, lót 109 của chị Nguyễn Phong là hết rồi hả? Có đó ai rồi con? Rồi Cúc Hoa chị Nguyễn Phong nè. Lót lên 5 cái của chị Hoa Sakura. 5 cái hả? Ủa hồi nãy tôi đưa cái gì cho chị? Đưa cái gì cho chị Cầu Phượng nha. Lót lên này nè. Rồi hoa Sakura 200 nè. Hello chị Hạnh Nhung Tàu. Nè cái lót mà lót sợi đầu tiên, lót cô tông sợi đầu tiên mà 5 cái 109 đó, chị nào chưa chốt thì làm ơn nhớ chốt con lót đó nha. Tại vì lót đó nó giống như lung lạnh, nhưng mà nó không phải lung lung lạnh mà nó có đường sọc lông. Nhưng mà con đó thì đợt trước em bán thì 10 người là 100 người thích nha mấy chị. Anh Tư bữa nó không để ý á chị. Cho chị Kim Long xem cái đầm đen viền trắng chị ơi. Dạ mai chị qua chị ưng rồi chị lấy, chị ưng rồi chị thích thì chị lấy, không ưng cứ bỏ lại cho em với tao nha chị. Đó đầm này ti cầm nha, đầm này vải co giãn dữ dằn lắm, đầm này có size 60-100 kg đầm viền trắng. Chị nào chốt đầm viền trắng chốt giùm em đầm viền trắng nha. Đó rồi ngày hôm qua là cái mã này nè mấy chị, là cái mã này nè, mã phung lạnh mà phung cô tông lạnh mà co giãn 4 chiều, phung cô tông lạnh mà co giãn 4 chiều mà ôm bờ mông bụp bờ mu và ôm bờ cu bụp bờ mông nha mấy chị. Trời ơi em nói mấy chị nó đã lắm, em nói cái gì cũng què gì em cũng chưa có biết, nhưng mà 200.000 năm quần đó, nhưng mà nó màu trong trong xỉu xỉu như thế này thôi chứ không màu đậm á. Đó mai đợi em chuyển hộp thôi, chị cứ đi bill em đi rồi em chuyển hộp chị sửa phốt lại. Dạ rồi hôm nay em sẽ lên cho mấy chị một cái mã là bao nhiêu người trong đội. Thì trước khi mà lên cái mã bao nhiêu người trong đội thì em sẽ tặng áo cho những chị có chia sẻ live stream. Rồi tặng tổng cộng 5 áo nha, còn 2 áo em để dành. Dạ 5 quần 200 chị Loan. Xong rồi em sẽ lên áo vú ren nha. Em sẽ lên áo vú ren cho mấy chị ha. Rồi 5 chị nha, 5 chị có chia sẻ live stream nhiều trong ngày hôm nay ha. 5 chị có chia sẻ live stream nhiều trong ngày hôm nay. Rồi đây nè, Linh Hồi 18. Linh Hồi 18 lần trong hội nhóm nè con. Cái này phải ghi thôi, Linh Hồi nè tặng nè. Rồi có chị Aero Phạm tặng nè. Aero Phạm tặng. Rồi bé Lùng ghi Bỉ Ngạn Hoa tặng nè. Bỉ Ngạn Hoa tặng. Ốc Tiêu tặng. Anh Phước ghi Ốc Tiêu nè. Ốc Tiêu tặng. Rồi một chị cuối cùng là Ren Nguyễn nè. Thôi còn hai con tặng luôn Ren Nguyễn. Rồi chị Nguyễn Tâm tặng. Nguyễn Tâm tặng. Rồi một chị cuối cùng là chị Quỳnh Châu. Đó là em. Rồi còn hai chị sau cùng là chị Phan Trang, Võ Phúc Hồng, Lê Nhung Lê, Tiếp Tốt Cô Ba. Thì mỗi người có một lượt chia sẻ cho nên là nó nằm dưới cùng ha. Đó, rồi ok. Quỳnh Châu. Dạ có thể chút nữa thương nữa thì Quỳnh Châu. Thương nữa thì mình chơi tiếp, còn không thương thì mình ngừng tại đây ha. Cảm ơn mấy chị. Chào chị lên đồng body. Chị gọi em tí nha, tại nó nằm trong cái đỉnh này rồi chị. Nó nằm trong cái đỉnh bùm bùm này nè. Cho nên chị phải đợi em. Nó không đợi là sẽ không có đầm, nó đâu, nó nằm trong cái đỉnh bùm bùm này nè. À, dạ em kéo từ trên xuống thì chị nào chia sẻ nhiều thì em sẽ tặng chị đó nha. Tại bữa nay có máy mua phần mềm cho nên nó có hết nha. Rồi bây giờ em sẽ lên áo vú ren nha mấy chị. Áo vú ren có size từ 36 đến 44. Áo vú ren có size từ 36 đến 44. Nó có màu kem nè. Nó có màu da nè. Áo vú ren mút mỏng mặc hàng ngày nha. Nó có màu trắng nè, con xa đi. Nó có màu kem. Ngô Thanh đợi áo vú gì vậy con thử cho nhắn tin Ngô Thanh nữa. Nó có màu đen, nó có màu kem, màu da đó, nó có màu trắng, nó có màu đen, nó có màu hồng nhẹ và nó có màu cánh sen. Đó, mấy chị chốt áo vú ren kèm lên giúp em ha. À, mở một file đi không? Tay nè, coi tay chỗ này nè. Nè, 40 trên 90 rồi thấy không? Là 40. Rồi giờ mở mẫu 940 đây. Kiếm cái nào 40 thì mở. Kiếm cái nào 40 ra thì mở nha. Không phải 40 ra, còn đừng mở này 38 tóc này. 40 màu da. Cứ 140 ngàn cái nha quý vị. 140.000 một cái. Trời ơi em nói nhất là cái dòng này nè. Mấy chị mua áo vú là nó bị chật cái dòng này đúng không? Thì đây. Mấy chị đừng sợ chật và không cần miếng nói nha.
không có sợ chật và không có sợ miếng nối ngực đâu nha. Đây mấy chị, ren mỏng nè, trước ngực rất là đẹp ha. Rồi chị nào chốt áo vú ren, chốt giùm em áo vú ren 140.000 con. 140.000 con áo vú ren nha mấy chị. Chế nào chốt áo vú ren, chốt giùm em. Chị Ngô Thanh lấy áo vú size 70 nè. Chị lấy size 38 đi chị Ngô Thanh ha. Lấy size 38 chị, ngực 101. Chị Trà My ngực 101 là bằng ngực em á. Mặc 40 cũng được, mà 42 cũng được ha. Nguyễn Tâm lấy cái một màu da size chị, một cái màu da size chị cộng một cái size 38 và một cái màu da size 44 nè. Cái màu da size 44 của chị Tâm nè, rồi một cái màu da size 38 đi rồi. Kiếm cục 38 đi. Cái này là 40 nè, cái mở nào ra rồi là 40 nè. Ừ nha, cái này 40 luôn nè. Rồi 38. À tôi coi thứ hai cái này là size nhiêu. Tôi hết bịch luôn coi. Rồi 38 nè. Chị nhà chú hai áo 44 nè. Từ từ nha, từ từ nha. Từ từ kiểm tra cho cái này không có nôn được đâu. Rồi cái này là của chị Nguyễn Tâm nè, hai con 208 của Nguyễn Tâm nè. Hai con 208 của Nguyễn Tâm. Dạ rồi áo vú size 38 nha chị Ngô Thanh. Hai con 44 của Dung Lê. Đây này, đây nè. 44 này nè. Hai con 44 của Dung Lê, con da con trắng nha Dung Lê ơi. Dung Lê hai con 44. Từ từ, hai con của Nhung Lê 44 nè con. Rồi à, lấy size lớn cho em 3 cái, ok em. Rồi 44. 44 3 cái. Mấy cái con này mấy chị nên, mỗi người nên có một con nha. Tại vì mặt nó rất là sạch sẽ và dễ thương nha. Rồi 3 con 44 là của Ngọc Dưỡng nè. 140-420 hả, đúng rồi. 140-420. Chị lấy một cái màu đỏ, một cái màu da size 38 đi ơi. Màu da có này nè, kiếm cái màu hồng cánh sen đi. Không có đỏ nha chị. Kiếm cái hồng cánh sen cho Ngô Thanh nè. Hồng cánh sen 38, hồng cánh sen là cái này nè Ti. Ti, hồng cánh sen là cái này từ từ. Đang tìm mà mày cầm gì hết Ti. Đó là 40 đó. Cái 38 sao bỏ ở bển vậy? Cái cục đó 40 mà. Cục đó 40 sao có cái cục 38 qua bên này. Đây trong đây cũng có cái 40 cái 38 thì lấy ra. Hai 38 rồi. Con giao hàng cẩn thận nha khách nha. Rồi hai cái 38 qua bên này, hai chân vậy. Rồi hai cái 38 của chị Ngô Thanh nè. Rồi Ngô Thanh hai con. Rồi Nguyễn Hồng Hạnh lấy mấy con vậy? Nguyễn Hồng Hạnh lấy một cái size màu da. Con thử màu da 44 con ok. Nhưng đây là cái màu hồng. Lấy 38 giờ cái 40 con bên chân vậy. Rồi Nguyễn Hồng Hạnh nè, một cái màu da 140 của Nguyễn Hồng Hạnh in chưa con? Chưa. 140 của Nguyễn Hồng Hạnh nè, 140 của Nguyễn Hồng Hạnh, hai cái vú hai đen, một da size 40 của chị Hoa Sakura. Rồi hai lấy hai cái đen, một cái da size 40 đi. Rồi hai cái đen nữa. Rồi Hoa Sakura nè, ba cái 420. Rồi ba cái đen của chị Hoa Sakura nè, 420. Hello quần Rin Nam, chị dặn có dạ chưa đi cái kho đó chị, kho đó là phải đi kho giùm chị ha. Lấy em áo vú ren trắng một cái size 40, trắng 40 có không? Đây nè, trắng 40 là có này nè, một cái trắng ren 40 của chị Tư Hoành nè, 140 của chị Tư Hoành. À, 140 của chị Tư Hành lấy em 3 cái, chị Minh Thu Hồng bằng vú em con 42. 42 đâu đây? 42 cuốn cái em. Cuốn cái 4 màu cho chị Minh Thu Hồng, 3 cái cũng được. Dạ, một cái áo vú 44 màu da của Nhi Nguyễn nè. Nhi Nguyễn một cái 44 màu da nè. Rồi 140 của Nhi Nguyễn. 42 một cái. Lấy 4 cái 4 màu cho Minh Thu Hồng. Này 40 bảo nè. Ai 44 có đen nữa nha, ai chốt đen chốt giùm em nha. Rồi đen 42 có không? Rồi cái hồng nữa. Rồi đen 42 nè. Rồi 4 cái của chị Minh Xu Hồng nè. Mẹ mắc nhầm. Rồi 4 cái 4 màu của Minh Xu Hồng.
con cá bốn màu, cá trắng với dây ngọc dưỡng. Hồi nãy lấy màu gì anh Phước ơi? Ngọc dưỡng lấy màu gì vậy? Xong rồi lên đầm túc nha mấy chị. Rồi đủ rồi nha gái, có da, có trắng, có đỏ ha. Ngọc dưỡng Nguyễn Huyền thiếu 2 cái 44. Đây nè. Để gì lấy thêm màu. Rồi Nguyễn Huyền lấy 2 cái 44. 2 44 của Nguyễn Huyền. Hỏi in hả? Dạ, Nhi Nguyễn có cho anh Nhi Nguyễn mấy cái vậy? Đưa coi màu gì á. Một cái màu da của Nhi Nguyễn, thêm một cái áo 44 màu da một cái. Đúng rồi, Nhi Nguyễn một cái màu da rồi. Màu da, màu đen, màu hồng. Màu da, màu đen, màu hồng. Màu da, màu đen, màu hồng. Minh Xu Hồng 3 cái, bỏ lại một cái. Màu đen, màu da, màu hồng. Lấy 40 đỏ và đỏ, đỏ cánh sen và da của Trà My. Lấy cái đỏ còn lại 42 trong này. Rồi sửa lại 3 cái 452. Rồi Trà My nè. Rồi một da nữa. Rồi Trà My 2 con. Rồi Trà My 2 con 208 của Trà My. 208 Trà My. Chị này có lấy ra ngọc dưỡng, lấy cho ngọc dưỡng rồi nha. Đầm ngủ chưa đêm qua quên. À, ủa chị bán áo đen sau lưng. Ủa chị cái áo đen sau lưng. Chị là áo lẻ hả? Đầm ở chứ áo đâu. Đầm hết á ngọc dưỡng. Đầm hết nha. Mấy chị ngồi lại đây nha. Hôm nay có áo lẻ giá 100.000 rẻ lắm á. Mấy chị ngồi lại đây hôm nay cái like này nha. À, mấy chị ngồi lại đây cái like ngày ngày. Hôm nay hàng của xưởng Trang có lên không vậy? Không. Mày đứng làm việc sao mệt mỏi nó dữ vậy trời. Hàng nói gì nè, hàng nói có lên. Tiền thì hỏi liền là có liền. Quần này mới là 190 nè. 10 quần 190 ngàn bà
trúng lanh thì cái chơi lanh riết thành lanh chanh luôn. Rồi thôi kệ đi ha. Rồi đây mấy chị quần nè, quần này size từ 70 đến 90 kg thôi nha. Quần này 70 đến 90 kg, quần này là 10, quần là 190 nè ha. Chị nào mà khó khăn quá thì Yên ơi năn nỉ bán chị 5 quần 100.000 đi. Trời má tài lâm nét nhơ luôn. Trời má ơi, bởi vậy còn kinh khủng đó mấy chị. Đúng thiệt mấy chị, trúng bánh thiệt chứ. Ác đẹp dễ sợ luôn á. Trời ơi, mắt nó bị gì đỏ, hai mắt cái nó không thấy đường lai nữa. Giờ chỉ có ai quan sát 500 còn thấy đường. Giải thật chiều cơ cơ. Thấy, thấy con rồi bé là biết hết. Chính vì mắt ngậm cho nên chiều vậy á. Dúng bức mỏng 38 hai cái. Lấy hai cái size 38 của chị Trang Lầy, không phải Trang Lầy à. Rồi Trang Lầy nè, hai cái bức mỏng. Rồi năm quần của chị Châu đi. Chị Châu bả mua bình an ủi của mình. Chị Châu ở mua cho an ủi cuộc tình là 5 quần 100.000 của chị Châu nè. Chán nản thiệt chứ. 1, 2, 3, 4. Cô Cao đang ở với ai vậy chị? 5 quần của chị Châu nè. 1, 2, 3, 4. 5 quần của chị Châu nè. Ừ, đợi, tầm hôm nay giờ nhiều lắm. Đợi em một tí, đợi tí nha, ốc tiêu. Rồi 5 quần 200. Tuy bây giờ chị em tuy 200.000 lên mấy cái cục quần này cho nhớ nha. Có trà một ly nước mía. Một hai mía. Bơ cũng được. Nè 200 đi lại đi, đi ba cũng được. Rồi cắt bao đầm nha. Quần này size 44 nè. Áo này thôi được rồi, đi 2-3 bịch thôi tí. Áo một này size 44 nè. Áo này size nhiêu vậy? Đã 44 mới lấy bịch kia 44 bỏ rồi bỏ vô cái bịch tựa đây. Rồi tí nuôi về là hậu cần rồi tí. Để anh Tư chế cái bao đầm Việt Nam xuất khẩu rồi đây. Cái đó để rìa bà bên đây chút nữa lai lại nữa. Dạ mấy chị tí xíu mấy chị sẽ thấy một cái màn mà thử đồ của nam vệ sĩ đít bự nhà em. Bụng nó cũng bự nha, dũng sệ. Chút nữa mà mấy chị không ấy thì mấy chị ấy lắm luôn á. Rồi áo bra nha mấy chị nha. Áo bra thì 100.000 cái áo bra. Size này là size từ 65 đến 100 kg. Áo bra đen dây mỏng. Chị nào chốt áo bra đen dây mỏng thì chốt giùm em nha. 100.000 con. 100.000 con áo bra đen dây mỏng nha. Bờ ra đen dây mỏng. Rồi lên mã đầm Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị nha. Đâu có uống trà sữa đâu chị Trang. Em ăn sầu riêng không mà dạ em tiểu đường đâu uống trà sữa. Uống trà sữa đường lên cao lắm. Em ăn sầu riêng không em né thở rồi mấy chị. Hai cái áo bờ ra của chị Minh Thu Hồng. Hai con 200 nè. Không em bị tiểu đường nha. Bị tiểu đường mình đừng nên uống trà sữa nhiều nha mấy chị. Hài lắm ha. Đó uống ăn còn riêng thôi. Đó em đang uống nước ấm á chị. Một áo bờ ra của chị Cúc Kho 100.000 nè. Cúc Kho 100.000. Một áo bờ ra của chị Trang Phạm 100.000 ha. Áo nâng ngực mút mỏng mà nâng ngực chị Lan. Mút mỏng mà nâng ngực có nha chị ha. Cúc Hoa gì đó. Cúc Hoa có chưa? Rồi. Rồi. Rồi Trang Phạm nè. Lắc quay cũng hoa xí luôn, mấy mình đã có bị đét sắc bơ luôn trời. Rồi, chị Phạm, thành phố cách mới hôm qua mới trái được hàng, công ty bữa nay mình đã bị trái phạm. Dạ, ok. Ok nha. Dạ, size như chị Lan Trần 85 kg, size 42 đúng không, lấy 2 cái. Tuy ơi, kiếm chị 2 cái áo dúng mà size 42 mà có cái miếng nâng, 3 miếng nâng ở trong á. Có, giờ bữa nay có được 6 cái áo, 3 miếng nâng. Mấy chị đừng hấu em mấy chị ơi. Dạ hai cái của chị Trang Trần, mấy Trang Trần mấy cái áo bờ ra vậy? Trang Trang Phạm. Rồi thêm cái nữa nè. Thêm cái nữa nè. Đúng rồi nè, đây nè. Lấy màu khác đi tui. Nè chế. Chế Trang ơi. Ở lộn chế. Chế chế Lan ơi nè. Nó là ở trên này là mút mỏng nhưng mà nó có miếng 3 miếng nâng nè chị ha.
thêm cái màu khác đi. Có 3 miếng 35 ở trong không? Dồn ra cái cơm hàng hôm qua thì chắc là. Rồi hai cái của chị Lan nè. 42 năm đó nó đó. Đúng không Tuy? Có năng không? Rồi vô vú thử coi. Lấy cái tay mình sờ nhẹ vô vú có được có năng không? Rồi hai cái của chị Lan Trần là hai cái 280 của chị Lan Trần. Cái con nâu này nó mắc hơn nhưng mà thôi nể tình quen biết chị Lan á, chị Lan mua mâu họ. Và em nói luôn khách mới cũng như khách cũ nha. Ví dụ mấy chị nhận một cái bill hàng của Yên, mấy chị kiểm tra hàng là tao đặt 3 món này nó có giao đúng cho tao không hay nó giao đùi dẻ, thì mấy chị mở ra đúng hàng mấy chị nhận giùm. Mà vô trong nhà mà mấy chị lỡ hai cái món kia vừa một món chật, thì mấy chị chụp hình qua Yên ơi món này chật nè, chụp trải cái quần ra cái nền, cái món này chật nè Yên đổi giùm chị lớn hơn sai. Còn mấy má mà lấy một món mà trả lại hai món thì làm ơn trả bill về giúp cho em. Em không bán hàng kiểu đó, nhưng mà lần sau em sẽ không bao giờ bán cho mấy chị nữa nha. Em ế nó kệ cha kệ mẹ kệ ông nậu em, nhưng mà bán kiểu đó em không kiểm tra hàng được và em bị lỗ lòi lồn hoài, em bị mất hàng ấy nha. Cho nên khách nào mua hàng bên em là để ý giùm em, chứ sáng nay em thấy là hai bill rồi đó nha, để ý giúp em. Chứ nhiều lúc em lỗ lòi lồn là em đổ nợ trốn nợ nữa thì tội nghiệp em nha. Ăn bà ra là bỏ vô luôn. Còn 101 là gì ạ? Đổi một cái đầm là em biết rồi. Dạ lấy áo nâng ngực Tuy ơi, kiếm size 42 áo nâng ngực coi. Thôi lấy size 42. 42 áo nâng ngực hồi nãy Tuy ấy rồi đó. Hai cái nâng ngực. Rồi hai cái nâng ngực của chị Thương Đào nè, 280. Chị lấy em áo nâng luôn đi, ngực nhỏ mà vòng lưng thì to. Lấy thêm một cái được không Cúc Hoa? Lấy cái một cái cho chị coi. Sợ tại vì có 6 cái sợ không đủ. Áo 44 là không có nâng ngực coi sao á. 42 còn cái. Hai cái qua vậy. Rồi. Áo nâng ngực không có size 46, size 44 lớn nhất là chị. Dạ Cúc Hoa để lấy size nhiêu và coi thử áo vú Cúc Hoa lấy size nhiêu ạ. Còn đúng cái 42 nâng ngực không. Cái dòng lưng này mấy chị đừng sợ chọc nha. Màu da nâng ngực lấy con size 40 của chị Trang Nhơn đi. Màu da 40. Coi được Cúc Hoa size nhiêu ạ? 44 nâng ngực còn không Phi? 42, 40 màu da. Dạ 140 chị Phạm Hoa. Áo bra 70kg mặc vừa nha chị Trang. 40 màu da của Trang Nhơn, 140 của Trang Nhơn. 42 nâng ngực còn một con của chị Thanh Loan nè. 44 hai cái nâng ngực. 44 một cái nâng ngực của chị Cúc Hoa. Rồi em coi thử còn không nha chị Hoa Sakura. Rồi em coi thử còn không. Rồi nâng ngực khó cho mấy chị ạ. Nâng ngực 44 còn con thôi. Đúng không? Còn 3 con. Rồi nâng ngực này, về mặt thử đi, chừng nào được nữa thì hàng về nữa nha mấy chị. Rồi một con nâng ngực của chị Cúc Hoa nè. Còn một con nâng ngực của chị Cúc Hoa nè. Má làm từ thiện rồi dần đi qua đi lại nữa. Chụp hình quá là đi đơn rồi. Tuy lấy cho chị nâng ngực nó có size nhỏ nhất là 40 nha chị. Nó không có 38. Nó không có 38 đâu chị Hoa. Chị Hoa đừng lấy mẫu này nha. Coi thử nâng ngực 40 nó còn màu đen với màu trắng không Tuy. 40 ấy. Mấy chị hơi chậm chậm chút rồi em lên đầm nha. Hơi chậm chậm chút nha mấy chị. Không có nâng đâu, nâng này hàng nó không có, nó không có đâu mà. Em trao hiện vật, em trao tiền cho nó.
nên chiều nay mấy người nói sao? Mấy người nói sao không cho tiền mà sao cho dự mật không á? Cho mấy người với bệnh viện nói trời tự nhiên. Sao tụi bay không đưa tiền mà tụi nói sao tụi bay cứ mua đồ cho tụi nó không vậy? Đỏ 150 ngàn, sai bao nhiêu mới đọc quên mẹ nó rồi.
Caro đỏ 150.000. Và đầm này hôm nay em có từ size 12 tới size 20 nè. Mà đầm này em nói với chị là vải đẹp mê luôn ha. Có size 12 đến size 20. Chị nào chốt đầm kim tuyến, đầm sơ mi kim tuyến chốt giùm em 300.000 một đầm. Tăng Lệ Châu 150.000. Dạ bệnh nhưng mà hết rồi chị Vân. Em bệnh hoài mà. Rồi Caro của chị. Caro mình còn vậy? Chưa không còn như đó hả? Chưa thấy Caro nữa, chừng nào thấy tính tiếp đừng bung lên đi ơi. Từ từ bung. Rồi chốt giùm em đầm kim tuyến, em có size 12 đến size 20 đầm kim tuyến. Đầm kim tuyến này chốt cho em là 300.000 đầm kim tuyến ha. Dạ khách lấy rồi chị Sang Thái, chút rồi chị Sang Thái chỉ còn chốt đầm thôi, địa chỉ số điện thoại từ cho sau nha. Rồi đây là đầm nhung đi tiệm 300. Đầm này là size 60 đến 70 kg, hốt con đầm nhung này nha. Đầm nhung này size 60 đến 70 kg, chị nào mà vừa con đầm nhung này đi tiệm là hơi bị đỉnh luôn. Rồi 300.000 đầm nhung chỉ có hai con size 10 đến size 12. Là tương đương 60 đến 70 kg đầm nhung. Chị nào chốt đầm nhung 300 chốt giùm em đầm nhung 300. 300.000 đầm nhung mấy chị ơi. 300.000 đầm nhung nha. Dạ khách lấy rồi chị Phương Hưng. Mở đây là lấy cái này luôn anh tôi. Ừ mang đi. Rồi em lên cho mấy chị đầm bi nè. Dạ đầm bi này giá cho mấy chị là 280.000 đầm bi ha. Chị nào chốt đầm bi lấy đầm kim tuyến này nè anh tư, size 20 cho chị Huệ Phương. Huệ Phương 300.000 nè. Cảm ơn chị Vân. Size 20, size 20 của chị Huệ Phương. Rồi đây là đầm bi nè mấy chị ơi, đầm bi nha. Ôi đẹp không mấy chị, cái lời đá nè. Ở dưới form nè, xuất sắc không. Rồi đầm bi là có size gì em không biết là size gì, nhưng mà có size 12, 14, 16, 300 ha, 300. Trời ơi, mà nhiều chuyện quá. Không chịu đâu. Cái gì vậy? Để em đưa cho, không chịu đâu. Dạ chị Huệ Phương lấy đầm size 20 có rồi chị Phương. Rồi chị nào chốt đầm bi 208, chốt giùm em đầm bi 208 hàng Việt Nam xuất khẩu à. Đầm này là có size từ hình như size số 10 đến size 16. Có size số 10 đến size 16. Lẹ đi bảy. Có size số 10 đến size 16. Rồi lên cho mấy chị con đầm này, hồi chiều ông Phước nói đầm này phơm đẹp nè em. Nhưng mà rất tiếc là có một size thôi, mấy chị đã làm. Đó là cái đầm Việt Nam xuất khẩu phơm đẹp không mấy chị ha. Đầm này chỉ có một size thôi, đầm này 208 đầm hoa. Đầm này size từ 60 đến 75 kg. Đầm này size 60 đến 75 kg đầm hoa, nhưng mà con này form rất là đẹp nha. Form đẹp tuyệt vời luôn. À 60 đến 68 kg là mặc size số 10 nha chị Huệ Nguyễn, mặc size số 10 hoặc là 12 tùy theo form ha. Rồi đầm này 208 đầm hoa, chị coi nó mấy cái form nè, xinh không? Form hàng Việt Nam xuất khẩu nè. 280.000 đầm hoa Việt Nam xuất khẩu. Rồi lên tiếp cho mấy chị mã đầm 300 là ngày hôm qua kia giờ quá trời. Đây là đầm 300 nha mấy chị nha. Đầm này size 14 nè, đầm này mấy size? Đầm này 13 nó có mấy size nè tiên? Đây nè, đây nè. Đầm này có size 14 300. Đầm này có size 14 nha mấy chị nha. Đầm này có size 14 300. Em vô nói không chị, em vô nổi không chị, đầm hoa. À, em vừa không. Đầm hoa tới bảy mấy ký hả mấy chị? Từ từ nha, để vô nổi không nha. Nó không có dây kéo nữa đó mấy chị. Thôi 75kg thôi vô không nổi đâu. Vô cái tiếp vú á ha. Đầm hoa của chị Văn Thị Sinh 208 nè. 208 đầm hoa của chị Văn Thị Sinh nè. Bùi Thị Ngọc Trinh mà 80kg là không có vừa đâu ha. Bỏ rồi. Bỏ đó để like. Ủa cái gì vậy? Ủa chị cái gì vậy? Chị ơi đầm mà chị. Ủa đâu lấy quần đó? Chắc em chọi chị quá. 20 cái đầm á. Thôi lỡ đỡ nó đi em, để em coi, để đi. Để đi em chút nữa em coi rồi. Dạ đầm hoa của chị Văn thì xinh nha. Cái đầm này có coi được có size 16 không vậy? Cái đầm này hiện tại em đầm 300. Trời ơi đầm này vải đẹp lắm mấy chị, em không biết nó là vải gì á. 77kg không vừa, thà nó có dây kéo là sẽ vừa, nó không có dây kéo nó không vừa. Đầm này 300 mà em nói mấy chị là vải rất là đẹp nha. Nhưng mà đợi kiếm size, size gì đây tư? Size 14 nè, hiện tại em thấy size 14 nha. Đúng rồi đầm hoa. Còn chị Ân thì em gửi xuống, không vừa thì trả em. Rồi lên tiếp đầm loan. Chốt giùm em đầm hoa loan nha. Đầm hoa loan này có size từ 60kg luôn nha mấy chị. Sao đầm hoa loan? Đầm hoa loan này có size từ 60kg ha. Tôi chia cái đầm hoa loan nó bị ẩm nè.
Đầm hoa lon, đầm hoa lon. Cái này nè, hoa gì vậy? Rồi lon tiếp cho mấy chị nha. Rồi lon tiếp cho mấy chị nè, mấy chị ơi, lon tiếp cho mấy chị nha. Đầm này là đầm tay lê nha. Đây là đầm tay lê nha mấy chị nha. Chốt dứt giùm em đầm tay lê là đẹp không? Đầm tay tầng á mấy chị ha. Rồi đầm tay tầng này có size 12 nè. Đầm tay tầng có size 12 nhiêu nữa Tây? 12, 14. Khác nha. Ờ khác nha, con này là khác nè. Đầm tay tầng nè. Có size 12 nè. Có size 12 là dưới 73kg. Size số 10 là dưới 70kg nè. Ờ, có size số 10 và size số 10. 12, 14 rồi. Có 12 với 14. Ê xì gì trời. Đó, đầm yên, đầm size 60 cho con gái chị. Đầm size 60 là cái đầm loan này nè. Đầm loan nhỏ này nè. Đầm này 60kg là mặc bao chuẩn luôn. Rồi, lấy cái đầm này móc lên ghi chị Nguyễn Tâm đi. Móc lên, tại vì hồi nãy trời mưa lớn á chị Tâm, mà đợi em móc lên một chút nha. Đầm có củ tim hay đắp chéo? Có đầm củ tim và đắp chéo nè chị. Rồi móc cái đầm hoa nào Tuy. Rồi Tuy để lộn xộn, chị không biết phương hướng đầm luôn á Tuy ơi. Đây 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 đây, đầm củ đắp chéo chị Minh Xu Hồng Dừa nè. XL nè. Nè đầm củ đắp chéo XL của Minh Xu Hồng nè. Hên quá chị Hồng ơi. Hên quá chị Hồng ơi. 280 của Minh Xu Hồng. 280 của Minh Xu Hồng là đầm đắp chéo cổ nè. Cái đầm đó của chị Nguyễn Tâm á nha anh. Nhớ không? Ừ. Cái này XL nữa. Ủa cái này ba hiệp lượng nè. Dạ vét hết sạch rồi chị Xuân Bùi, đổi mẫu khác thì được nha. Đổi mẫu khác được không chị? Đổi mẫu khác, mẫu đầm hay mẫu quần gì đi chứ. Ê, em có một con đầm của đắp chéo mà size 3 hiệp nè chị Tâm ơi. Trời ơi, vô tình lụm được bí quyết nè chị Tâm ơi. Cái con đầm của đắp chéo mà nãy giờ mấy chị đều khen đẹp nè. Tây đưa cái mắt chị Tây, mày lấy cái mắt của tao nè. Đây nè. Đây nha, đầm đó có size gì Tây, size L hả? Đây nè, đầm này 3X nè, đầm này 3X của chị Tâm đây, size L. Nè, size L nè chị Tuyên Nguyễn, đầm cổ đắp chéo nè. Form hơi bị đẹp nha. Thông báo nhẹ câu là đầm cổ đắp chéo, form hơi bị đẹp. Ha, form hoa hơi bị đẹp, mới chốt cho chị Minh Xu Hồng nha. Đầm này size L của Võ Thanh Thảo nè. Võ Thanh Thảo 280, Võ Thanh Thảo nè. Dạ, chị chụp cái áo vest qua, chị báo trong tin nhắn em là vest có giá nhiêu nha. Rồi chị lấy cái gì khác thì em sẽ đổi, em trừ lại cho chị nha, nhớ chụp báo qua nè chị. Chị Minh, chị Nguyễn Tâm ơi, chị Nguyễn Tâm đành lòng nào mà có con đầm tay lớn chị Tâm móc chốt chị Tâm ơi. Vải đẹp dữ dằn lắm chị Tâm ơi, vải đẹp cực kỳ luôn chị Tâm ơi. Nè đầm này em kêu chị Tâm quá trời nè, 280 của chị Tâm. Còn đúng một cái thôi, size L hả? Còn đúng một cái size L thôi mấy chị. Đúng một cái thôi nha. Đúng một cái duy nhất trong cuộc đời size L. Đây mấy chị, đúng một cái. Đó, 60 đến 70, nói chung là dưới 75kg mới được nha. Dưới 75kg chứ bây giờ lớn hơn là thôi, thua rồi, thôi rồi. Chị thích trơn hay hoa bông nhiều? Chị rồi, Phương chốt. Dạ, chị Phương chốt sau chị Tâm một tin nhắn nha. Cũng hoa nhiêu ký hoa? Cúc hoa nhiêu ký à? Cúc hoa gì? Gì à? Chưa ai chốt đúng không? Chị cúc hoa nhiêu ký ta? Hôm nay em có con đầm đi tiệc là xả mấy chị 250 ngàn luôn. Thì con này em lời 30 ngàn là đúng nha mấy chị. Con này size lớn, con này size 100 ký nè, mà con này là đầm đi tiệc. Và con này em xả cho mấy chị với giá 250 nè. Chị Lam Nguyễn nhiêu ký vậy? Đây nè, đầm tím nè. Trời ơi, chế nào mà mặc size 20 hốt con đầm này đi tiệc giúp em. Nếu mấy chị nào mà không thích đầm sát nách thì làm ơn quấn cho em một cái khăn tròn ở ngoài với con đầm tím này, mấy chị thấy không? Thứ nhất là la dông, thứ hai là phối hoa rất là đẹp ha. 1m584kg là vị chi là 90kg, cúc hoa không vừa đầm đó nha. Chị Lam vừa, chị Lam đầm nào thì báo giùm em đây. Đầm tím 250 ngàn size 20 ha. Đầm hoa 70kg của chị Lam Nguyễn. Cái này chị Lam Nguyễn vừa nè. Cái này chị Lam Nguyễn 280 nè. Nó có một cái à Thúy Thúy ơi,
Mấy bữa nó cũng có mẫu đắt pha nhỏ, nhưng mà Thúy Thúy đợi tí xíu, chút nữa chị lên cái vàng bên này sẽ có cho Thúy Thúy ha. Rồi tiếp tục. Con này đầm nhung nảy lên rồi. Đầm nhung này size 60-70kg nè. Em có đúng một, hôm nay em có đúng một con đầm hoa đen. Ôi hôm nay chị nào mà chốt được đầm này là coi như dùng từ trúng mánh đi, hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Có một con à? Dạ có đúng một con đầm hoa thôi mấy chị. Bán cho mấy chị với giá 250, dễ thương không? Ở trên này là nhúng nha. Ở trên là nó làm cái nhúng ngực đó mấy chị. Rồi cái này là chị nào size 70-85kg vừa đầm hoa nè. Chị nào chốt đầm hoa chốt giùm em đầm hoa. Đầm hoa size 70-85kg đầm hoa li ti đen. Đầm này chị Minh Xu Hồng chốt được nè ha. Hoa li ti đen 250.000, 70-85-87kg. Chị nào chốt đầm hoa chốt giùm cho em. Bút size nào em, size số 8 thôi. Hoa đen của chị Lam Nguyễn nè. Hoa đen 250 của chị Lam Nguyễn nè. À, đầm tím cho chị vừa 90kg. Nếu chị Nhi thích lấy em sẽ cho chị Nhi lấy. Nếu về rộng quá em cho chị Nhi đổi mẫu khác, ok thì chốt, không ok thì nói là không chốt để em khỏi trong. Đây là cái con đầm mà đây. Em có con đầm vàng mà quay dầm lộn là con đầm sơ cây. Xả cho mấy chị con đầm này với giá là 250 size 16. Chị nào 75kg-83kg làm ơn chốt con đầm này nha, vải đẹp lắm em. Mấy chị tin em đi, thứ nhất là cổ đắp chéo nè, thứ hai là tay vàng nè. Hai chị nào 70kg đi, tới 83kg chốt con đầm này cho em ha. À, đầm tím chị Cúc Hoa cũng vừa ha. Rồi đầm tím chốt cho chị Nhi Nguyễn nè. 250.000 của Nhi Nguyễn nè. Nhi Nguyễn ơi, chừng nào đổi thì chịu ship giúp em nha. Nha. Máy 24 để xe máy. Dạ chị Phương chốt chậm quá trời. Dạ đầm hoa li ti tâm lấy khách lấy rồi. Dạ đầm vàng là size 70-83kg 250.000 đầm vàng. Chị nào chốt đầm vàng chốt giúp em. Hôm qua mấy chị đang đòi cái con này có một trai đúng không, 280. Con này size số 10 thì bình thường nó sẽ là 60-70kg. Nhưng mà con size số 10 này thì nó kéo dài tới 75kg. Từ 65-75kg con đầm ngọc trai. Trời ơi, cái form này bình thường không có ngọc trai đã muốn chết rồi, giờ có ngọc trai còn muốn chết hơn nữa. Chốt giúp giùm em đầm ngọc trai 280.000 đầm ngọc trai. 280.000 đầm ngọc trai nha. Nhưng mà con đó size số 10. Hôm nay em có một con hàng độc nè. Em có một con hàng độc mà em không biết vì sao nó là hàng độc luôn. Nó là con dâm nha mấy chị. Đầm ngọc trai của chị Nguyễn Hao Quân nè, 280 của Nguyễn Hao Quân. Ti coi thử con đầm ngọc trai còn ở dưới không? Coi thử trong bao này nè, Ti à, đổ hết ra đi. Đẹp đẹp đây. Rồi lấy đầm ngọc trai cho Nguyễn Hao Quân nè. Sao ngồi im ru vậy? Đầm ngọc trai cho Nguyễn Hao Quân nè, 280 của Nguyễn Hao Quân. Coi dưới còn ngọc trai không? Coi thử chân nào ông chồng đó, ông này mà sao cứ khay đựng. Rồi lên cho mấy chị một con dâm nha. Lên cho mấy chị một con dâm, dâm cổ đắp chéo. Mấy chị lưu ý nha, dâm cổ đắp chéo. Nè, có sợi dây chuyền rất là đẹp nè ha. Ha mấy chị ha. Đó. Đây nha, đợi con nữa có nằm, chút nữa có nằm body á. Nhưng mà nè, dâm này, dâm la dông nè, 250.000. Dâm này size từ 70-80kg dâm la dông. Con này mà mấy chị để đi ăn tiệc là em nói mấy chị là hụt xì dầu Opelac luôn nha. Ha. Con này mà mấy chị chỉ còn, bây giờ em có đầm lai dông đó mà không có ngọc trai, chị nào chốt đầm rêu không có ngọc trai thì báo em. Cái con dâm này mà mấy chị để dành đi ăn tiệc là em nói với mấy chị một câu là hột xì dầu Opelac luôn. Chị, trời mới bỏ xả cái đầm không xuống. Rồi dâm đen của chị Tuyền Nguyễn nè. Rồi dâm đen này đi tiệc là nhức nhát lắm. Dâm đen là 250 của chị Tuyền Nguyễn nè con. Mấy chị bớt xả dùm em nha, xả cái nó bị tồn đồ lại á. Rồi đầm ngọc trai 300. Dạ em còn một con size 16. Còn con size gì nữa Tuy? Một con size 14. Một con size 16 và một con size 18. Nhi ơi, Nhi ơi, đầm này hôm nay có size của Nhi nè. Con ngọc trai thôi. Đầm này là đầm ngọc trai tay đá nè mấy chị ha. Tay đá full luôn. Ở trước tất cả các hoa nó đều có đá nha. Hoa đá, hoa đá, hoa đá và hoa bướm đá. Đầm này có size 16 là dưới 83kg và có size 18 là dưới 90-92kg. Nè, làm ơn chốt đầm đá đi, form rất là đẹp, vải hơi dày nhưng không nóng. Mà vải này sẽ không thấy, không có làm cho mấy chị thấy nóng
Chị heo quân, chị có lấy thêm cô heo không? Còn còn cô heo, cô heo còn được mấy hộp? Ủa cô heo còn không vậy? Còn, còn mấy hộp kìa. Cô heo, đợi em kiếm mấy cái đầm 64kg cho mấy chị nha. Đầm đá chị Sang Thái còn sang 16 không? Còn cả 18 đã khỏi. Còn một con 18 rồi chị Sang Thái ơi. Con cái đế hơn mẹ nè. Con đó là đâm bi. À, đầm đen còn không? Dạ không. Chị Sang Thái ơi, còn đầm 18 thôi. Đây là cái đầm sơ cây nè mấy chị. Đầm 300 sơ mi sơ cây. 16-18. Có mấy size? Dạ đầm này chỉ có size 16 và size 18 thôi. Nó kèm cọng dây cục bụng mấy chị ơi. Thứ nhất là vải kim tuyến mà rất là mềm và rất là sang xịn nha. Phơm dáng thì quá đặc biệt, hàng xưởng không thể nào may được một con hàng Việt Nam xuất khẩu như thế này được. À, nhưng mà nó có size 16 và 18 nha mấy chị nha. Đó, đầm đá 82kg của Sư Kỷ. Đầm đá 62kg của Sư Kỷ. Rồi Sư Kỷ nè. Đầm đen còn không? Dạ dâm đen có 1 cái gì phụ mũ. Dâm đen có 1 cái. Rồi 82kg của chị. Của chị Sư Kỷ 300.000. Rồi con này còn size 16 không Tây? Trời con này có size mười mấy vậy? 16-18. Rồi 16 đây, 16 cho Nguyễn Hao Quân. Em nói thiệt với chị Nguyễn Hao Quân, em mê cái con đầm sơ mi này dữ dằn lắm. Em mê từ cái vải mà tới cái form luôn á ha. 16 Nguyễn Hao Quân ba sĩ. Đầm sơ mi. Đầm sơ mi Nguyễn Hao Quân nè ba sĩ. Cái con đầm sơ mi này mấy chị không chốt là mấy chị không biết chốt gì nữa. Thiệt lòng luôn á. Mấy chị về mặc lên cái form một cái cha cha nhổ mãi mà không có được. Nè còn cái dây vô là kia. Chỉ có dịch lộn thôi, tại bữa trước dịch quá trời.
nè, nó bị rớ, nó bị ấy cọng dây nè, về mấy chị tự xoắn vô rồi mấy chị lấy cái đó, cái miếng kim chỉ á nè xoáy lên. Đau quá đau. Rồi đây nè mấy chị, nó mất cái lầm à. Dạ thông báo đồng này 250 nha. À, đồng này 250 bóp mấy chị 10.000 về cái vụ này thôi, tại vì cái nào cũng bị. Nè mấy chị coi phơm nè. Dạ sai gì mấy chị? Sai số 10 nha, 60 đến 70 kg. Trời ơi, đầm này là mấy chị phải chốt nhanh nha. Đầm này hồi bữa về em mặc về Phú Yên cái đầm này, nhưng mà màu đen, em còn một cái màu hoa gì nữa ha. Rồi chốt lẹ đi, về mấy chị săn cái này lên. À, mấy chị kiểu như là nó bị sao nó rớt cái mắt ra đó mấy chị. Nó bị rớt cái mắt ra thì về mấy chị lấy con mắt mấy chị, lấy cọng chỉ mấy chị chỉ còn gắn lại thôi. Nhưng mà đầm này hàng hiếm lắm. Nếu mà hàng xưởng lấy cái con đầm này, nếu mà hàng xưởng mà may con đầm này không bao giờ đẹp bằng, tại vì nó may hai lớp nó rất là đẹp mấy chị, mà cái phòng nó cũng đẹp. Nếu có 12 thì em sẽ lấy cho chị Trân Anh Bốt, còn nếu không có 12 là em sẽ không lấy cho chị, tại vì em mặc mới tới size nha, em mặc mới có size 14 mà. À, này size số 8 mà, size số 8 là 60 kg rồi nè đó. Này size số 10, size số 10 rồi, size số 8 với size số 10 à, mấy chị đừng lấy ha. Rồi Phạm Hoa một con nè. Chị Phạm Hoa một con. Số 10 của chị Phạm Hoa. À, số 8 cũng được. Nè chị Hoa về cứ mặc bình thường nha. Tại vì nó may cái độ giãn nó rất là nhiều nha. Chị mặc chị kéo lên, tự khắc nó sẽ đẹp ha. 240 của Phạm Hoa. Yên chưa con? 240 của Phạm Hoa nè. Size số 10 Ngọc Châu luôn. Rồi size số 10 của chị Ngọc Châu luôn nè. Anh Tư cái đó size mấy? Coi lại giùm em anh Tư. Hai số 10 nhiêu à? 240 hả? 240 hai mấy anh? Đưa đổi lại nè. Rồi size 8 để trả đi. Size 8 cũng cỡ 60 kg à. Size 8 à. Rồi ai size 10 nữa? Chị Ngọc Châu à. Rồi con đầm này đẹp lắm. Rồi chị Ngọc Châu 240 nè. Cái chị nào mà cộng dây giờ bị là cứ bán em nha. Ngọc Châu 240 nè. Chị Văn Thị Sinh cái cuối cùng nè. Rồi chị Văn Thị Sinh 240. Chị Văn Thị Sinh 240. Rồi còn hai con 60 nha. Nhưng mà treo cái này lên đi chị ơi. Sẽ có cắt 60 kg nha. Tại vì đầm này hàng hiếm lắm mấy chị ơi. Đầm này hiếm dữ dàng lắm. Ủa nói như này chị Văn Thị Sinh sao? Hôm qua giờ bữa giờ chị chốt cái con đầm nhung đi tiệm này chưa vậy? Em hỏi thiệt lòng luôn á. Nếu mà chị chưa chốt con đầm này, chị chốt giùm cho em. Không phải vì em bán thêm một cái em cũng lời thêm, nhưng mà đây là em nói thật sự ha. Không vừa cho nơi hết rồi. Còn size số 8 không vừa đâu. Size số 8 chị nào 60, 62, 63 kg thì vừa nha. Thật sự size 14 là em 82 kg em mặc vừa đó. Nếu mà chị Văn Thị Sinh chưa chốt cái con đầm này đi tiệc thì em nghĩ chị Văn Thị Sinh nên chốt. Tại nếu mà chị ra ngoài chị sẽ thấy cái form này chị sẽ bị mê ha. Đôi giày đi tiệc cho mấy phân, 5 phân nha Thu Thủy. À, đây mấy chị ơi, chị nào chốt con đầm nhung này chốt giùm em, con này size 60 đến 70 kg. Con này xinh lắm, vừa xinh vừa xuất sắc nha mấy chị. Đây là con đầm bi đá. Con đầm bi đá nha, con này có size 12, 14 và 16. 12, 14 và 16 con đầm bi đá nè. Nó phối rất là đẹp và vải co giãn rất là thích nha. Đó. Vải co giãn cực kỳ thích luôn. Hết hồn. Yeah. Quá trời. Dạ giày này không tới 10 con, bi size 16 của Phạm Thị Ngọc Giai còn không? Bi 16 con, bi 20 tuổi. Bi là già rồi. Mày bớt xem nó quất vô mỏ tao mới nghẹn nó. Cái đó là nó nghẹn rồi, phải có cái kia. Đi Ngọc Giai cho vừa lòng vừa chị. Uống miếng nước nghe không? Kêu nó 36 tuổi cái nó giận trời. Trong khi đó chị Hoa em nói thiệt chị Hoa nha, cái dòng này hàng cao cấp đó chị Hoa.
thì mặc cái gì lên nó cũng đẹp, mà nó cũng kiểu như nó sang chảnh hết trơn. Cái dòng này nè, cái dòng của hàng của Zara đá nè chị, thì cái dòng này mấy chị mặc lên cái gì nó cũng vừa sang và vừa đẹp hết trơn. Bây giờ mày cho tao uống miếng nước rồi tao like coi bi. Đầm nhung 60kg chị Tâm Lê, chị mua cho đầm, lấy đầm nhung size 300.000 của chị Tâm Lê đi. Nhung đen không có tay, nhung 300 á. Em nói thiệt là cái đôi này là mấy chị nên lấy nè, em nói thật lòng luôn á. Trời ơi, mang lên một phát em nói mấy chị sang như tay mà cày như chó vậy nha mấy chị. Thiệt. Của chị Tâm Lê là đầm này, đầm này 300 của chị Tâm Lê. Đầm nhung đen không có tay mấy chị. Hôm nay rảnh rảnh xả cho mấy chị một bữa buồn rinh được không? Xả nhẹ thôi 160. Cho cái móc qua trời. Nè, hôm nay được 20 cái buồn rinh bà sản bà đem tới nè. Ha. Đưa nước lại bay. Bà nấu cha nó thiệt chứ. Còn đầm nha. Còn đầm nha. Hôm nay lên cho mấy chị một mã nguồn hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Con này eo 94. Còn miếng dán bên này không? Con này eo 94 mấy chị ơi. Con này eo 94. Xả cho mấy chị với giá là 160.000 eo 94. Và eo 94 này thứ nhất là vải co giãn nè. Thứ hai là rin không rách nè. Eo 94 này là tương đương khoảng cỡ từ 67kg đến 83-84kg. Ha, đó, rồi tiếp tục cho mấy chị nha. Không, không phải đâu. Vậy là tính xấu đúng không? Không. Mình xe cho mình nói. Chúng ta chờ đợi. Hay sao không? Kéo ra một chút. Rồi, eo này là eo 98, 46. 46 là, 48 là 96. À, 48 là 96 nè. Rồi quần này bị lỗi rồi nè. Quần này đưa trả ra lại hàng nè. Rồi để em hàng bị lỗi riêng rồi đi. Hàng bị lỗi được đây. Rồi lên tiếp quần riêng cho mấy chị nè. Con này size bé xíu. Con này size bé xíu khỏi đo. Không không, con đó đưa đây bán cho chị Thảo Hồ. Bán cho chị Thảo Hồ con này. Chị Thảo Hồ lấy con này nè chị Thảo Hồ. Nè. Chị Thảo Hồ lấy con này nè. Lấy em viết cái size 40 My Debut của Thu Thủy nè, đôi này 40 của Thu Thủy luôn nè. 400 của bé Thu Thủy. Quần này của chị Thảo Hồ nè, eo 70 mấy nè. Thảo Hồ eo 70 mấy nè Thảo Hồ ơi. Ừ, thương chị bán cho chị 100.000 luôn nè Thảo Hồ ơi. Thảo Hồ có ở đây không? Thảo Hồ có ở đây không thì báo lên cho em nha. Thảo Hồ có ở đây không thì báo lên giúp giùm em. Lỗi nữa nè. Không có Thảo Hồ là em đem hàng em trả đến chịu à. Lục lục bữa gì có để cái tâm em nói đưa cho chị gì vậy ta. Thảo Hồ chứ không phải Thảo Quân. Không không, chị em hỏi chị Thảo Hồ. Chị Hoàng My nè, hồi bữa cái bill chị Hoàng My là sao à? Hoàng My lấy một cái, còn cái ấy bỏ đi không có đi là... Chị My ơi à, em bán hàng là em hay báo với mấy chị á là ví dụ một cái bill mấy chị đặt 3 món, 4 món mà lỡ ra mấy chị kiểm tra hàng là gì? Kiểm tra hàng là có nghĩa là em không bỏ lùi dĩa cho mấy chị. Đó. Ngoài ra kiểm tra hàng ví dụ như mấy chị mà 3 món mà mấy chị vừa 2 món, còn 2 món mấy chị không vừa là em lỡ cái đợt đó là em gửi cho chị thôi, chứ thực sự kiểu đó em không bán. Tại vì bán kiểu đó em bị mất hàng nhiều lắm. Cái người thiệt thà thì không nói, còn cái người không thiệt thà là em mất hàng vô số. Cho nên nếu mà lần sau chị mua hàng em, chị nhận hết bill thì chị nhận giúp em. Còn nếu mà cảm giác mình không nhận hết bill thì mình đừng đặt hàng bên em. Tại vì ví dụ như chị 3 món mà chị vừa 2 món, còn 1 món chị không vừa đúng không? Thì chị nhắn là Yên ơi, chị chụp cái đồ ra chị nói Yên ơi, cái quần jean này là 200 này chị không vừa, cho chị My đổi lớn hơn một size hay là nhỏ hơn một size, thì em sẽ gửi hàng lần sau em đổi trẻ cho chị. Chứ bán hàng mà cái kiểu giống như là ra ngồi đó cái nào mấy chị thích mấy chị lấy, mấy chị không thích mấy chị không lấy là em không bán nữa. Tại bán kiểu đó em không có kiểu như không có kiểm soát hàng được nha mấy chị. 353 luôn đó nha. Em 353 luôn đó. Đúng rồi. Em còn bill của chị ở đây mà em chưa dám gửi nè. Rồi em chúc mấy chị. Cái răng nó bị đây nè, quần 55kg nè. Nhưng mà em nói chị Tâm nghe nha. Em nói chị Tâm nghe, nếu thực sự đi mua một con quần này á, mà với giá như thế này á,
Em nói thiệt đi, đi về chị đưa cho con gái chị mà đã cầm cái quần đó kẻm nhận đi. Bán cho chị tầm 100 ngàn nè. Bán cho chị tầm 100 ngàn nè. Tới giờ sáng đó mấy chị. Quần 94 em 120 không vừa đâu. Quần 94 khoảng cỡ 74kg à. Thì dòng chim nó sẽ khoảng cỡ 100-115. Nhưng mà chị ta chị Hà mà không được. Chị Hà mặc con này được nè. Em thấy chị Hà mặc con này được nè. Nhưng mà để đo em thử nha. Dạ bán sáng nha mấy chị. Vài cái chơi cho vui đi. Chị về chị đưa cái quần đó và kêu con chị Tâm là quần này eo 100 nè. Quần này chị là 75-80kg vút được nè. Quần này 75-80kg vút được là bán cho 150 luôn. Bán cho 150 mà chốt lẹ nha. Chứ hồi qua em không có nhớ đồ đồ ảnh kết mấy cái quần rồi nè. Tôi thấy cái màu là ảnh kết mấy cái quần rồi nha. Cái ngựa không? 500 cái. Từ từ chút tính. Ở đưa, đưa quần đi. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Con này đẹp nè quý vị ơi, con này là bữa em không thấy. Con này đẹp nha. Rồi con này mà bán giá đó là mấy chị hơi bị mê luôn ha. Quần này không có. Của em mà chị mới vô, đưa ra rồi để chút xíu kiếm tiếp. Chút xíu kiếm tiếp. Rồi quần này là có quần, chị Gia Lai quần rin này 97kg nhiều lắm. Quần này có khách đặt ở này để riêng đi. Để tao kết hợp áo tao bán cho khách. Ba cái rồi đợi, từ từ em kiếm size nhỏ, em kiếm bán cho chị Tâm. Quần này là mấy chị lưu ý nha, nó có một cái đường rách sau này ha. Rách tự nhiên chứ không phải rách lỗi nha. Kệ ngồi em đi bán cho mấy cái quần này 100-100 mấy cho nó vui nha. Rồi quần này eo 88. Do vậy nó, chị em có nói với chị rồi nè. Em có nói với chị là ví dụ như chị nhận ba cái hàng mà có một cái không vừa, mấy chị chụp báo em. Chị hỏi chị Tâm ở đây nè, chị hỏi chị Thảo Hồ ở đây nè. Ý yên đổi hàng hết cho tất cả mọi chị ha. Chứ em không có ăn giật ăn quỵt gì cho mọi người hết trơn hết trời. Cái lòng em nó không có làm vậy được. Nè eo 88 nè. Đó quần này bán cho 150, bán tối nay cho vui thôi nha. Em lo cho mấy chị một con quần xám nè. Quần xám này ai nhận quần xám cũng khen hết. Nhưng mà chị My không biết thì giờ biết rồi, mình cứ như vậy mà mình làm thôi ha. Nếu chị thích muốn mua hàng em. Đấy. Rồi quần này eo 90 khoảng cỡ 70kg nè. Chị ơi chị nào mà 9, chị nào mà 70kg làm ơn hút cái con quần xám nha. Vải đẹp vô số kể luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con quần này. Quần này trả co đi. Quần này độ co giãn nó không nhiều. Quần này đẹp nè nhưng mà size nhỏ nha. Dạ quần này đẹp. Quần này đẹp size nhỏ nhưng mà quần này bị lỗi. Dạ quần này đẹp size nhỏ bị lỗi. Dạ quần này nha mấy chị nha. Quần này là không có mắt ha. Quần này không có rách nhưng mà độ co giãn không có cho nên trẻ luôn. Quần xám 150 của chị Trần Hồng Ngọc nè. Quần xám này vải đẹp nha ha. Quần màu xám vải rất là đẹp ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái con xám lông chuột nhưng mà có rách nha. Một con xám lông chuột mà có rách. Một con xám lông chuột có rách đây. Con này eo 92. Con này eo 90-92 là khoảng cỡ 70kg nè. Chốt giùm em lông chuột rách rồi bán cho 150 ngàn tối nay thôi nha. Bán cho 150 ngàn tối nay thôi nha. Chứ qua ngày mai kiếm Mỹ Yên không ra đâu nha. Em có một con quần không rách size lớn cho mấy chị nè. Con ế mà còn rửa mỡ nữa. Con này eo 104 lông chuột của Nhung Lâm nè. Lông chuột 150 của Nhung Lâm nè. Rồi 104 là chị nào 85. Ê con này nó bị lủng lỗ đít rồi nè. Lỗi hàng tư. Lủng lỗ đít á. Em có một con tím là 820 ok không? Em có con quần rin tím hàng độc nè, 820. Một con quần rin tím hàng độc eo 88, 60, 67kg bán 120. Khách lấy rồi Phương Hiền ơi. Nè ha. Chốt giùm em mã tím eo này là 60-67kg. 60-67kg con quần này bán cho 150 ngàn. Quá trúng mắng luôn. 120 bán nhiêu kệ cho em. Quần này là đúng phơm rin nè. Tím của Linh Hồi nè. Linh Hồi nè. Quần này đúng phơm rin nè đó chị. Quần này đúng phơm rin nhưng mà eo chỉ có 86 thôi. Tím của bé Linh Hồi nè. 120 của Linh Hồi. Con này thì size hơi bé. Con này quần đẹp nhưng mà size khoảng 60-62-63kg thôi. Eo này có 86 rồi mấy chị. Eo này 86 mà con nó bùi đời chợ lớn lắm. Nè em có con size nhỏ nè. 55kg nè. Nè. Rồi 55kg. Eo nhiêu. Eo nhiêu để chị Thảo Hồ con chứ không chị Thảo Hồ bả hờn nữa. Eo nhiêu bảy mấy phải không chị Thảo Hồ. Rồi Thảo Hồ nè.
Thảo Hồ 100 ngàn. Thảo Hồ 100 ngàn. Chị Mư cứ nhận rồi chọc rộng tính sau, yêu đảo trẻ ok lắm. Ê cô này, ai mấy chị mua quần này không mà con này quần nó đẹp lắm mấy chị, mỗi tội nó bị rách lỗ đít thôi. Dạ thiệt, con này mỗi tội nó bị rách ngay lỗ đít một chút thôi, cái lỗ này là cái nên nó nhìn hết cả túi giang luôn á mấy chị nha. Quần này đẹp, trời má ơi đẹp bà cố luôn, mỗi tội rách lỗ đít thiệt chứ. À e 57 là gì vậy? Gì eo Ngọc Trinh hả? Gì e 57? Ngồi em ở đây. Trời má ơi, coi có quần đẹp mà coi bị lỗi nè mấy chị. Bà nậu cha nó đúng một cái hột son nó dính ngay bướm. Nó không có lỗi nhiều mấy chị. Nó dính đúng một cái hột son nó dính ngay bướm thôi. Rồi hai cái cuối cùng thiệt đẹp nè. Đừng có rách lủng hay bướm nha. Ê, quần này đẹp nè, 55kg nè. Nè, cho chị gì qua nè. Cho chị, cho cái nó, bên đó, chị Tâm, Tâm Nguyễn nè. Tâm Nguyễn 100 ngàn nè. Trời quần này eo đẹp nè mấy chị, mỗi tội nó rách ngay lỗ đít luôn. Dạ quần này eo đẹp rách ngay lỗ đít chứ đâu rách nhiều đâu. Bà nậu cha nó quỷ lựa, bởi vì mình không lên lựa hàng nè. Dạ 353. Hôm nay lo cho mấy chị một mã đầm mà làm say sẩm mặt trận, bao nhiêu mặt trận tổ quốc Việt Nam nha. Đó. Em nói thiệt với mấy chị là hôm nay lên một mã quần là làm bao nhiêu người say sẩm. Lên mã đầm 300 ngàn nè mấy chị, coi mã đầm nè. Mấy size, mấy size đây, mấy size nhỏ nhất đây. Dạ thông báo là con này lên là phải giật liền nha. Thông báo thôi, coi form nè. Mấy chị coi form đi rồi mấy chị biết đầm đẹp hay không liền. Mấy chị lên form đi rồi mấy chị biết đầm đẹp hay không liền mấy chị. Dạ mình đừng nói nhiều, nói nhiều nhiều lúc nó bị giống như nói sao cả mẹ em đi giờ quên này. 300 nè mấy chị ơi, đầm cổ đắp chéo nè. Ô chị Tuyên Nguyễn đâu rồi? Ôi ơi phúc phát không, chị Minh Thu Hồng đâu rồi? Ô 38 Thu Giang, 38 của Thu Giang, 18 300 Thu Giang. Trời ơi, ai ở Gò Vấp qua nhà em xin bóc bóp thôi nha, chứ mai xong em đóng hàng kia. Chị Yên có quần đó, quần cho hai cái. Trời ơi chị, vải kim tuyến mà nó mềm mà nó mịn lắm chị. Ở trong nó lót phun lai dông nè. Mà chị thấy cái màu nó đẹp không mà nó mịn không? Chị hàng 70kg à, có size 20 không? Có size 20 không? Có 12, 16, 18. Để từ từ tối em hỏi thử, từ từ em coi hàng thử nha. Em coi hàng thử. Trời em coi được có 20 mà sao em không lấy nha. Đợi nha. Ủa Tây Tây kiểm tra coi thử. Ủa? Kiểm tra được các size 20 ở cổng á. Hai mươi. Kiểm tra hết rồi Tây Tây. 22 của chị Tuyên Nguyễn nè. Nè 20 đang cầm nè. 20 đang cầm nè. Huệ Phương 20 nè. À, Huệ Phương 20 300 nè. Rồi size 12 của chị Tuyên Nguyễn nè. Rồi con này mà mặc lên đẹp không say sẩm thôi. Size 12 của chị Tuyên Nguyễn 300. Vải bịt lắm. Vải bịt lắm mấy chị ơi. Chị nào 20 chốt thôi nha. Gì quên, Giang chốt chưa? Vậy chị gì quên rồi. Chị gì mày nãy giờ chị Cúc á. Cúc ơi Cúc à. Cúc á. Cúc chị quên nè. Size 12 của chị Tuyên Nguyễn in chưa? Rồi size 20 của chị Hoa Sakura. Cái cuối cùng của chị Hoa Sakura nè. Để mai mốt con này có thử tin. Rồi. Trời ơi, nói nghe nè, giỏi đẹp lắm luôn á. Chị Cúc Cu gì đó chưa lấy đầm thì làm ơn lấy đi nha. À, Cúc Hoa, Hoa Sakura nè. Hoa Sakura đó, rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, em đây chị. Hoa Sakura đây chưa?
bán cũng phải từ từ chứ, cái nằm 300 lời 2.9 phải từ từ mày. Người ta mới ăn cưới mà giờ chị không có cái quần nào người ta mời ăn cưới. Mặc quần slip màu xanh đi chị. Lấy size 18 của chị Cúc. Đây nè. Rồi size 18 của chị Cúc pha. Xem cho mượn nằm bi lên xem lại anh Tư ơi. Nằm bi cho mượn chị Cúc cung xem lại. Không phải, mượn chị cái gì đó. Làm thì Ngọc Giai 18. Ê, ta thấy cái này con màu khác hay sao Tì? Nè, ta thấy có con màu vàng mà Tì ơi. Rồi đây của chị Phúc Hoa nữa nè. Rồi kiểm tra mà hình như còn con màu vàng nè chị Đầm Hoa. Đầm bi hơi bị đẹp nha chế, khôi tay nè. Khôi phơm nè. Đậu phộng nó đẹp bà cố luôn nha chị. Thấy không? Xuất sắc chưa? Em nói là chị là đẹp bà cố luôn nha. Không phải khác nữa. Nó đánh cái màu của cái bóng tiền để dạ, hai màu, hai màu, hai màu. Đánh cái con mắt mày, tao quýnh cái con mắt mày bầm mà nó ra hai màu, thấy không? Chứ sao? Nâu như kim tiếng vàng mở nâu ra nội. Má nó quýnh cái màu mắt rồi chứ. Chéo thiệt chứ. Hai cái khác nhau rồi, dịch sao ra. Rồi, má ơi. Để em dặn con. Chị. Năm năm. Trời ơi, mày mày đầm bi đâu có sai mùa của Phúc Lê đâu. Mấy chị yên tâm. Đầm ánh kim già mày mở ra tay mày quẹo táo quẹo luôn tao ngồi tao cho chết mẹ luôn chứ sao. Thứ gì chịu nổi cái gì. Thiệt hết chứ. Mấy ông này đừng có đứa nào mà cứu ông này dắt vợ đi đẻ cho chết mẹ luôn. Rồi đầm bàn nha, được mấy cái đi. Đầm bàn sai 12, trời ơi bài nào. Trời ơi, chị nào mà dưới 72, 73 cái chốt con này để dành đi cưới, đậu phộng nó đẹp. Em nói mấy chị nè, đậu phộng nó đẹp nha, thứ nhất mà nó đẹp, thứ hai về mấy chị coi cái vải đi ha. À, bao nhiêu? 14, 12, 14. Có size 12 và 14 còn con nào nữa không? Có hai con đầm vàng size 12, 14. Vải đẹp vô số kể mấy chị. À, 12 dưới 72 ký chị. 12, 10. Đầm vàng có 12, 14 và 16. Uống tóc Hoàng Anh 16-300 nè. Màu đồng cũng đẹp nha chị. Cái gì vậy trời? Cái nhà đây sao tôi chán nản ghê. Tôi nghĩ mà tôi tưởng nó làm bình mũi, làm tôi bình mũi theo luôn. Nè. Chị ơi, đầm đó còn nhiêu cái để hết cho em hả chị? Rồi đã báo còn quá trời luôn, còn 5 cái. Size 16 uống tóc Hoàng Anh. Size 12. À, Yên ơi, có đầm đẹp 55kg chị Tâm. Chị muốn lấy đầm lẹp 55kg và đầm Việt Nam xuất khẩu mà con chị nhiêu tuổi chị báo qua đi. Em lấy cho chị. Nè, em có một nùi trong bụng nè. Size 12 của chị Uyên Phương. Trời con đầm này đẹp lắm. Cái màu đỏ đô cũng đẹp nha. Cái màu đỏ đồng, màu đồng cũng đẹp ha. Uyên Phương 300 nè. Uyên Phương mà Facebook mất 10 ngày nay hả? Ờ, Uyên Phương mà Facebook mất 10 ngày rồi công nhận chồng em cập nhật dễ sợ. Còn con màu vàng size 14 nè mấy bé ơi. Chị chồng quá ơi. Alo cho anh đi mấy bé ơi, vải trời ơi, em nói thiệt có chưa bao giờ bán mà vải đẹp như thế này luôn mấy chị. Chưa bao giờ bán mà vải đẹp như thế này luôn nha. Nói cho mấy chị biết nha. Chị Hình, để mai em qua lấy. Để mai em qua. Chồng em cập nhật thông tin mau ra. Để mai em qua chị. Kéo mình luôn. Mày bớt khùng hả Tuy à? Chán thiệt cái chứ. Dạ chị của chị Tuyên là màu đồng ha. Dạ chị Phương Quỳnh là size 14 là dưới 75kg. Phương Quỳnh là giá là lấy hết 2 cái luôn á. Hết rồi. Đây nè chị, màu này. Trời ơi, màu nào cũng đẹp nha. Đưa đây lên anh Tấn, anh Tấn. Trời đưa tay mỏi nách thiệt chứ. Màu nào cũng xinh hết đó mấy chị ha. Hả? Size 14 dưới 75, 76kg. Rồi hết nha. Rồi qua tiếp đồ đi. Nè hôm qua khách người ta dành lộn mẫu đây nè. Hôm qua ai chốt rồi giờ xả nè. Đầm 300 là size 16 nè. Trời ơi nghĩ sao cái đầm này mà về mấy chị đi ăn tiệc là mấy chị chặt đẹp luôn. Chặt đẹp những cái bà mà đòi mới chặt mấy chị đầm body nè. Ha, mà phơm là đầm công chúa nè. Mấy chị thấy xinh không? Vải nè. Đó giờ nó ngồi nó ngáp thì trời tôi like nó ngồi nó ngáp. Đó đầm vàng đồng 68kg của Sống Quỳnh. Ba Quỳnh còn size 12 không? Đầm vàng đồng hết rồi. Bây giờ còn màu là màu đồng thôi nha.
này 14. Không, 12 đồng rồi nè. 12 đồng. Lệ ti. Sao bụng vậy chị? 12 đồng của chị Sâu Quỳnh nè. Dạ 300 của chị Sâu Quỳnh. 300 của chị Sâu Quỳnh. Dạ em còn đúng một con size 14. Chị Tuyên có đổi thì đổi nha. À, em còn đúng một con size 14. Rồi Sâu Quỳnh nè. Chị Sâu Quỳnh nhận được bill nào của nhà em chưa dạ? Mới gửi á, cô nhận được chưa cô? Mới gửi cô nhận được chưa? Đau buồn quá ơi. Chị Hằng thấy vàng đẹp, chị muốn đổi là đổi size 14 nha, chứ size kia em hết rồi ha. Năm nay 300 nè. Chị lên rồi kiếm cái bao đồ nam với lại bao áo lẻ tới đi. Rồi lên cho mấy chị áo lẻ nha. Con màu rêu nha, xin ông mấy chị, có đúng một con màu rêu ha.
Áo trắng 75kg được coi thử còn một ít không chị? Áo rêu một con 100.000. Ở đây áo rêu một con 100.000 hết chị qua sáu quỳnh. Áo này còn 100kg. Áo rêu một con hồng 4x cũng 100kg nè. Rồi mấy chị 100kg hôm nay đâu mất tiêu hết rồi, vải coi giảng đẹp lắm. Áo rêu của chị Mai Khang nè, Mai Khang 100.000. Dạ cái con này sơ mi có tay 100.000 nè mấy chị. Sơ mi có tay vải co giãn 100.000 nhưng mà cũng có một con thôi ha. Cũng có một con 100.000 vải co giãn nhưng mà con này cũng size lớn. Mấy chị ơi con này size phải 90kg nè, 100.000. Chốt giùm em sơ mi có tay 100.000. Sơ mi có tay 100.000 nha. Chốt trước giùm em con áo ba lỗ phơm dài ốc tiêu ơi xin không. Có con là ốc tiêu 100.000 luôn. Size 60 đến 65 đến 85kg. Chốt giùm em áo hai màu 100.000. 60 đến 85kg. Chị nào chốt áo thun có tay thì tranh thủ chốt áo thun có tay nha. Đó, nó thấy cái áo nó đứng dậy bắt đầu rồi đó. Bắt đầu hai con quỷ rồi đó. Khỏi lạc đường đúng không mi? Sơ mi có tay của chị Hoa Sakura 100.000 nè. 100.000 của chị Hoa Sakura 93kg nè. Rồi lên cho mấy chị một cái con áo này size 85 đến 100kg. Nè con này có tay mà vải rất là mềm nha. Như chị Hoa Sakura nè, chị Hồng Phương rồi gì chốt được nè. Sơ mi có tay khách thấy rồi. Em có một con chốt giùm em là áo vải mềm lắm nha. Chốt giùm em áo cổ tim đi ha. Áo cổ tim 100.000. Áo cổ tim 90 đến 100kg. Thôi hồi nè ta lấy lá ta bắn hai vú dính chùm nè nha. Ủa chị mấy chị không chốt áo này hả? Mày giống cô lao công dọn đường đi bi. Cái áo này bị lỗi rồi. Áo này để em mặc cũng được. Tâm lấy cổ tim. Dạ 100.000 của chị Nguyễn Tâm nè. 100.000 của chị Nguyễn Tâm nè. Trời sao chị Tâm không lấy áo này chị Tâm. Nói triệt lòng luôn á. Sao sao chị Tâm không lấy áo sơ mi ren này vậy chị Tâm. Hỏi triệt lòng luôn á. Sao nó đẹp quá sao luôn. Dạ nó bị dính vàng vàng gì chỗ này. Chút là tính 80.000 áo tím ren. Bận đó bận nhà mát tắt luôn. Chương mắt lắm. Có một con áo rêu 80.000 là size lớn luôn ha. Size lớn 80.000 áo rêu 80 đến 95 trên 100kg. Áo rêu nha mấy chị. Chị nào chốt áo rêu chốt giùm em áo rêu vải co giãn và mềm luôn ha. Vải co giãn và mềm lắm. 80.000 của chị Nguyễn Tâm nè. Cổ dính hơi dơ một chút. Áo rêu của lo áo rêu có rêu có tay em cho em cái là rêu này á phải không? Rồi rêu của Cuba nè. 80.000 của Cuba nè. 80.000 của Cuba. Ủa sao áo này chị Ly Hồ đồ không lấy? Ly Hồ Cuba nè. Nghĩ sao không lấy áo ren này vậy mấy chị? Mình có tiền mình đâu có đi sắm, đâu có đi dùng từ sao ta? Mình không có mua được những cái con áo mà nó đẹp cái form nó như thế này đâu mấy chị. Áo trắng 100kg nè. Nói thiệt luôn á. À. Rồi đưa tiếp áo đi. Rồi lên cho mấy chị cái áo này nó ít cái nổi lắm. Áo này mấy chị mặc đi đường mà nó đầm tính lắm mấy chị. Áo trắng này ốc tiêu bị rộng á. Đây nè. Nè áo thun cổ tròn nè ha. Ở sau nè 100.000 nè mấy chị coi vải nè. Em nói mấy chị là vải xuất sắc luôn. 70 đến 90kg áo xanh nha. 70 đến 90kg áo xanh. Áo này Gia Lai. Ờ chị Gia Lai được nè. Chị Gia Lai được để em kiểm tra hàng lỗi nha. Tại vì mấy cái hàng này á, giá này là hàng B nè. Gia Lai ơi, đắt cái bị dơ chút xíu chỗ đây tính Gia Lai 80.000 nha. Gia Lai 80.000 nè. Gia Lai 80.000. Béo cái con khỉ á cô Bo. Chị nói thiệt, có cái chị ở bên quận 10 kìa, chị đó là 92kg. Cái gì chị cũng mặc trắng hết. Ngoài trắng ra chị không mặc cái gì hết. Rất là sang nha. Sang cực kỳ luôn, nhìn hình nào cũng đẹp hết. Đi mẹ đi bảy. 100.000 của Sâu Quỳnh nè. Bảy, anh đừng có mặc là sang nhất. Em thấy mỗi khi mà anh không mặc gì là em thấy anh sang nhất luôn. À, vũ cao à. Chị cái nói thiệt á. Đó là những lời chân thành từ con chim tới trái chim á. Đừng, đừng, mình bỏ về nha. Áo đen này size 60 đến 72kg thun lai dông nè mấy chị. Dễ thương lắm rồi 100.000. Áo đen 100.000. À, thế cho em một cái trắng nữa. Đẹp mà, yên tâm đi. Nói thiệt mà cô Bo. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Chứ nếu giờ đéo được kiếm cái lỗi đã. Áo này cũng bị dính chút dơ rồi. Rồi cua bo là 80.000 của cua bo. Áo này là dưới 72kg thôi ốc tiêu ơi. Ai mặc vậy? Rồi 100.000 của ốc tiêu. Nó bỏ cái hồng qua rồi tặng của ốc tiêu rồi. 100.000 cho ốc tiêu nè. Áo xanh 84kg của chị Hà Nguyễn nè. Cái bụng nó cứ bị đau ta. Rồi cô giáo phải lùng nè 100.000 nè con. Rồi lên tiếp cho mấy chị áo xanh ngọc nha. 100.000 áo xanh ngọc. Gánh nặng cuộc đời không phải khổ bằng cha. Hồi nãy áo trắng đúng không? Giờ áo xanh ngọc. Thôi em lấy cả sải của ốc tiêu ra. Trắng 68kg không có chị. Sải của ốc tiêu 100.000 đây. Áo này cũng bị lỗi dính vàng tí xíu. 80 nè. Mấy chị ơi coi nè. Ren xanh cũng là từ size 80 đến 100kg nha. Chốt giùm em ren xanh ngọc. Ren xanh ngọc 2 ịp. Bán mẹ 80.000 đi. Ren xanh ngọc 100kg 3 ịp nè. Cũng dính vàng chút xíu đây nè mấy chị. Ren xanh ngọc 3 ịp. Này của Thảo Hồ 80.000 nè con. Đây 100kg, 90, 100kg. Rồi 80.000 của 80.000 của chị Đan Thủy nè. 80.000 của chị Đan Thủy nè. Đây còn đi. Rồi còn một con cuối cùng size lớn. Size lớn của bé ốc tiêu nè. Bé ốc tiêu ơi, size này size lớn được không? Đây là size này 85 đến 100kg nè. Ốc tiêu 80.000 nè con. Ốc tiêu 80.000 hết rồi không? Tôi tiêu ốc đổ nguyên bao cho dễ kiếm. Rồi lên tiếp đổ nguyên bao đi cây. Dạ con này là con la dông. Con này la dông là 60 đến 72kg nè. Dạ ai chốt la dông 60 đến 72kg chốt giùm em nha. Cái gì vậy cây? Hôm nay em lên nguồn thể thao cho mấy chị ha. Nè gu của em nè. Gu của em nè. Nhưng mà cái chị này chị phối một bộ rồi nè. Nè Bi ơi, Bi của chị Kim Thanh nè. Chị Kim Thanh qua giờ có đi bill rồi đã kiểm tra. Kim Thanh nè 100.000. Với cái quần riêng của Kim Thanh 200 nè. Cái bộ này là của Kim Thanh đặt đó. Đó. Đây đây. Quần 200 áo 100. Bộ đó của Kim Thanh đặt. Nè tặng ốc tiêu nè. Tặng ốc tiêu về mặc cái quần sò. Tặng ngay con. Tặng cho ốc tiêu à. Em ơi, mấy cái quần anh nghi bắt được đâu. Tỷ lấy mẹ rồi có gì đâu bán. Chị nó ăn cá ngựa nè, để cho nó mua. Nè em có con xanh của anh nè. Chị đang thủy cái lấy nha. Tay này 70 đến 83-84kg thôi. Xanh của anh có một con. Có một con xanh của anh nha mấy chị. 100.000 xanh của anh à. Có một con xanh của anh 100.000 thôi nha. Chị nào chốt xanh của anh chốt giùm em xanh của anh. Ừ, có hai con xanh của anh mấy chị là size 70 ha. Xanh của anh của Đan Thủy 100.000 nè con. Rồi còn một con nữa nha mấy chị, có hai con xanh của anh. Xanh của anh còn một con nữa, chị nào chốt 100.000 chốt giúp giùm em. Chốt giúp giùm em nha mấy chị nha. Xanh của anh. Rồi tiếp đi ơi. Có một con quần legging duy nhất trong cuộc đời bán cho mấy chị với giá 100.000, 60 đến 75kg. Áo xanh của chị Sinh Ni Trương nè, 100.000 của chị Sinh Ni Trương con. Em có đúng một con legging bán mấy chị con này mà giá 100.000 là mấy chị phê quá rồi. 100.000 con legging này nha. Con legging này lời ít lắm nha mấy chị, thật sự lời rất là ít ha. Chốt giùm em là legging trắng 60 đến 75kg. 100.000 legging trắng. Dạ 100 chưa có ai chốt hết. Lấy kim của chị Thanh Hương Nguyễn nè. Chị Thanh Hương Nguyễn chốt hai con đi. Chốt cho cô Thanh Hương Nguyễn hai con 200. Con trắng con đen là hết rồi đó. Con trắng với con đen là hết rồi mấy chị. Thanh Hương Nguyễn hai con. Hai con 200 rồi. Cái này bé lùn thông minh. Một con 100 nó biết tính hai con 200 luôn. Tự hào con tôi dễ sợ. Dạ hôm nay em lên quần này cho mấy chị. Dạ quần này em bán cho mấy chị với giá rất là rẻ mềm. Là 160.000 nha mấy chị nha. Nè mấy chị coi form nè. Mấy chị coi form quần đi rồi mấy chị sẽ xiềng ha. 60 đến 85kg mấy chị coi lông chuột hàng Việt Nam xuất khẩu nó may nè mấy chị. Trời ơi em nói thiệt với mấy chị nó đã lắm. Nam mặc cũng được mà nữ ở trường cũng xong. 60 đến 80-85kg tùy mẫu quần nha lông chuột nè. Nó có mấy mẫu lần hết đi. Mẫu quần dài đây đây. Mở ra em thứ một cái này.
Long chuột của Nho Táo Ninh Thuận là 160. Em nói Nho Táo Ninh Thuận nghe nha, vải đẹp vô số kể luôn. Đi về đây cầm cái quần này với cầm cái quần hàng shop đi rồi biết là biết liền ha. Nho Táo Ninh Thuận 160 nè, long chuột. Rồi lên cho mấy chị một con thể thao Adidas trắng. Adidas trắng này tới 85kg cũng vừa, mấy chị coi cái gu, mấy chị coi cái sọc của nó làm nè. Sọc này là phối ren nè ha. Rồi sọc này là sọc trơn nè, đẹp không? Rồi chốt giùm em là Adidas, Adidas đen, đen trắng ha. Nó giống như vậy luôn mà nó có màu xám nè. Đó, mấy chị chốt đi. Cứ 160.000 con quá rẻ bèo luôn. Chốt nhiều nhiều cho em mấy chị. Chị Thanh Hương lấy thêm đi ha. Lấy thêm đi nha. Nguyễn Trinh nè. Nguyễn Trinh Adidas đen. Adidas đen của Nguyễn Trinh nè. Trời ơi, 160 mà em nói chị Trinh về phê lòi lắm. Trinh Adidas đen nè. Ha. Đó, Adidas đen. Long chuột là của Trinh luôn nè. Long chuột của Trinh luôn. Long chuột của Trinh luôn. Rồi, của Trinh long chuột nè. Của Trinh long chuột luôn. Quần long chuột 60kg của chị Huỳnh Hồng. Mặc theo chế độ rút dây nha chị. Ê, con này nè. Ừ, đúng rồi. Bật chế độ bay lên đây đi. Bật chế độ bay lên, bay lên. Huỳnh Hồng này, dán chưa vậy? Huỳnh Hồng 60kg nè. Ai, ai chốt long chuột. Mấy chị thấy nó làm cái phối ren đẹp lắm. Nhất là cái màu xám là nó phối chị sọc xanh nè ha. Ở dưới nè. Ở dưới là sọc xanh nhưng mà không có phối ren. Rồi nó làm cái phân quần đẹp dữ dằn lắm mấy chị. Nó làm cái phân quần là em nói mấy chị là hột xì dầu Opelac luôn nha. Nè, Nho Táo Ninh Thuận lấy thêm đi ha. Chứ lâu lâu nó mới có cái hàng này nha mấy chị. Rồi còn một loại nữa nè mấy chị. Là long chuột. Nè, đổi long chuột này cho Nguyễn Trinh đi. Đổi long chuột này cho Nguyễn Trinh đi. Long chuột là Nguyễn Trinh lấy long chuột này nè. Long chuột Adidas nổi nè. Rồi đổi cái này cho Nguyễn Trinh đi. Đổi cái con long chuột sau, đúng rồi đó. Đưa con long chuột sau đi. Đó, Adidas đen của Kelly Nguyễn nè. Bé Lùng xin địa chỉ số điện thoại cô Huỳnh Hồng chưa? Adidas đen của chị Kelly Nguyễn nè, 160. Quần tay đen size 100kg chưa có chị Tâm ơi. Chưa lên áo thun. Rồi long chuột của Lan Trần nè. Long chuột sọc xanh của Lan Trần nha chị Lan. Long chuột sọc xanh của Lan Trần nha. Long chuột sọc xanh của Lan Trần này con. 160, long chuột sâu, sâu á. Sâu là cái mẻ sâu á, thì mẻ nổi nổi, còn cái hai cái vậy. Rồi mẻ nổi nè. Mẻ nổi của Nho Táo Ninh Thuận nè. 160 của Nho Táo Ninh Thuận con. Đen của Ngọc Diễm. Mua giúp giùm em chứ nãy giờ chưa bán gì hết nha mấy chị. Rồi Ngọc Diễm đen nè. Nó free size á Kali ơi. Nó free size nhưng mà về chị Kali thấy mãi chị Kali mê lắm. Đen của chị Hương Thùy. Đen của chị Hương Thùy còn trong bịch không đây? Đây. Đen của chị Hương Thùy 160 nè con. Bill của chị Hương Thùy đợi nhiều nhiều chút gửi luôn nha. Bill của chị Hương Thùy. Hương Thùy lấy đen rồi lấy cái lông chuột sâu còn không? Rồi lông chuột sâu của chị Hương Thùy luôn nè. Mấy cái này chồng chị Hương Thùy hoặc chồng chị Hương Thùy mặc lên bao ghiền luôn. Em nói thiệt, chị Hương Thùy hoặc chồng chị Hương Thùy mặc mấy con này là lên là bao ghiền luôn. Bao hụt xì dầu Opelac luôn á. Lấy một cái bao trắng ghi là đồ thể thao nam. Đưa mấy cái áo khoác riêng qua đây. Em nói thiệt với mấy chị nha. Ai xin kể em nghe lời tụi này. Em nói mấy chị là áo riêng này size nhỏ lắm. Áo riêng này size rất là nhỏ. 50 đến khoảng cỡ 65kg thôi. Nhưng mà em nói mấy chị nó có 150.000. Mà mấy chị coi vải coi giảng nè. 50 đến 65kg. Quần lông chuột sâu còn cho chị Sung Sung một cái. Sung Sung quần lông chuột sâu nè. 160 của Sung Sung. Dạ nam hay nữ gì cũng được hết nha anh chị. Rất là dễ mặc đồ nha. Hàng Việt Nam xuất khẩu nha anh chị Ngọc Diễm. Áo khoác rin. Em nghĩ là chị Nguyễn Tâm nên chốt một lần hai cái hai màu. Tại vì có 3-4 cái à. Vải đẹp lắm mấy chị, có 150 à. Vải đẹp lắm. Bật chế độ bay lên, bay lên, bay lên. Con này là xanh lợt mà Ti. Còn cái xanh đậm không? Xanh đậm đâu. Hai con đi chị Tâm ơi. Em thiết nghĩ là chị Tâm lên chốt hai con đi chị Tâm ơi. Quần thể thao 575kg có chị lấy ba con ba mẫu đi.
đưa chị Tâm mấy nguồn thể thao đi. Một con màu lông chuột nè, đen còn không? Hai con là con màu đen nữa. Rồi ba con của chị Tâm nè, ba con 160 160, ba con ba mẫu size 75kg của chị Tâm nè. Rồi hai con áo khoác riêng, bấm thêm cái nữa, bấm thêm cái nữa, áo khoác riêng. Trời, nghĩ sao áo dày đồ co giãn dày vậy mấy chị, mà có 150.000 con à. Tâm báo giờ có 150.000 con rồi nha, Tâm báo chơi cho vui vậy thôi, còn ai lấy thì lấy ha, chứ em dám nói gì đâu. Để coi thử có trùng không, coi lấy chị Tâm một con thôi, nó bị trùng rồi. Rồi 100 150 con áo cốt riêng của chị Tâm nè, 150. Rồi tiếp tục Ti ơi, Ti đứng dậy Ti thử cái quần của Ti, Ti thử coi còn có size nhiêu vừa Ti. Quần nào? Quần lửng á. Mày đang mặc size gì à? Đưa qua là cái ấy chị coi size gì à? Hay mà tránh cái bụng bự về đây đi Ti. Dạ hay. Rồi từ quần thể thao em coi. Dạ ok chị Liêu, Ti coi thử quần thể thao dài còn mấy mẫu vậy? Màu trắng là gì vậy? Còn một... rồi tí xíu em lên. Còn đúng một mẫu một thôi nha. Đó có 5 cái nè chị Hà Nguyễn. Còn đúng có một mẫu lông chuột rồi chứ ơi. Còn đúng một mẫu Adidas lông chuột thôi. Adidas lông chuột ha, 50-65kg chị, 50-65kg áo khoác nha chị Cala, chị Diễm. Tại hồi nãy em có thử rồi nó không có bị tức, tại vì nó có độ co giãn, thực sự là mình cũng vừa nhưng mà thôi, tại cái form nó nhỏ á, cho nên thôi bán cho mấy chị với cái cái gì ta, em bán cho mấy chị nè, mấy chị coi em mặc nè. Đó, thấy không? Em 82kg nè. Để em mặc nè. Nó bị hơ mấy chị cho nên khoảng cỡ. Rồi Ti kéo áo ra sau rồi Ti. 50-65kg thôi. À, cái này chị nào mà mỏng mỏng người hơn em này mặc được nè. 50-65kg từ từ Ti ơi, Ti chị đâu. Đó, cho nên chị nào chốt áo khoác thì chốt nha. Chốt áo khoác thì chốt giúp em. Rồi em lên cho mấy chị 5 mã áo khoác nè. 250.000 con mà có 5 con thôi. Có 5 con, Ti quăng áo khoác coi Ti à. Có hàng. Chị Trinh mới vô hả? Chị Trinh mới vô, đợi tí xíu đi em lên, em lên đầm lại cho. Chị chưa lên đầm hết mà. Rồi mã đen nha mấy chị nha. 250.000 con quẹo lửa. Nam cũng được mà nữ cũng được mẫu này nha. 250.000 con, nào thích để loại nha Ti. 250.000 một con, tại hàng này ít lắm. 250.000 một con, nam cũng được và nữ cũng được, dưới 90-92kg. Mấy chị nữ nên mua nhiều nhiều lên nha. Tại mấy cái mã này nó không có nhiều đâu ha. Áo Adidas có size 55kg không, lấy hai quần không có 55kg chị Đăng Thủy. Chị lấy Adidas với Adidas đâu. Rồi sao mắt em thấy đường á. Đưa tiền lại gần gần em coi tôi thấy không. Hay là nó nhầm nó nhức mắt quá. Mày đá tao quá, trời đủ mẹ nó đá gì coi em, con nào gần lên chuồng nó đá cái bóp, con nào gần lên chuồng nó đá cái đít. 500.000 ra đi nè, chế nào dưới 90kg chốt lẹ lên. Áo khoác này mặc với rin rất là đẹp luôn. Em trai mặc đẹp mấy chị. Đó em trai mặc đó mấy chị ơi, đúng xích chưa. Nam cũng được và nữ cũng được, chỉ một đêm đi giúp tối để bán, mai nghỉ mốt đi mẹ làm đĩ rồi mấy chị ha. Thấy hột sòn không chị? Gì vậy? Ủa bán gì thấy hột sòn? Thấy hột sòn không? Chưa chị Trinh, chưa thấy hột sòn đâu nha. Chưa thấy hột sòn đâu. Chưa. Đó chị nào chốt áo chốt giùm em 250. Menacan chạy bằng cơ nha mấy chị. Menacan chạy bằng dung dịch nha mấy chị. Không. Chạy bằng dung dịch. Alo. Alo, cái quần này ở trên kho có size nhỏ mà điều em không lấy về. Ủa, em nói là chuyện của em mà sao á. Rồi, ok. Rồi, treo lên. Anh đi ra. Đi ra kia. Em mở quần, hôm ơi kìa. Mở quần đi ra để tôi bán xong mà. Sao không? Chưa đi không? Chưa ra, đi ra đó đi. Nặng quá đi ra đi. Đập quỷ kia đuổi gì đi ra ngoài nữa chứ.
À, coi lại áo tin với em. Áo tin là gì chị? Áo tin. Nó có màu bò nữa nè mấy chị. Nó có màu bò nữa nha. Đó, lấy móc treo lên. Và nó có màu gạch nè mấy chị. Nó có màu gạch nữa nè ha. Đó, rồi hết rồi đó. Nó có cái màu đen. Hết rồi đó, nó có màu đen hồi nãy. Mai nó canh chị bằng cơm nó mặc đó mấy chị. À, áo jean hả chị Huỳnh Hòn? Áo jean đây nè chị. Nhưng mà 60kg mà dày người là không mặc được đâu nha. Tại em thích mua gì về bán gì đó. Đó, 60kg mà dày người á. Có những chị 60kg mà mấy chị nhìn còn khoảng 75kg á là mặc không vừa đâu ha. Áo khoác bao nhiêu? 250 chị Tú Dương Thanh Tú ha. Rồi lên đồ tiếp nè quần. Em lên mã quần này là mấy chị sẽ bị mê. Và mã quần này bán cho mấy chị với giá 140. Quần đùi nam. Quần đùi nam yên lụa cho chị 5 cái. Đầm đẹp đẹp 55kg cho con gái chị 32 tuổi. Có tay không chị? Có tay đúng không? Giờ trước khi tặng thì tặng. Trước khi kiếm thì tặng cho con gái chị con đầm nè. Đầm hoa màu xanh đó con thấy không? Đầm hoa màu xanh đó mấy lục. Lấy ra đây tặng cho cô Nguyễn Tâm nè. Em cái áo khoác riêng hả Nguyễn Diễm thôi. Để chị lấy cái của size M để chị mặc thử nè. Cái sẵn nè. Cái em mới mặc áo đâu rồi. Size M cho chị Diễm nè. Đúng rồi chị à. Không có. Áo khoác riêng của chị Ngọc Diễm 150 nè. Nè tặng cho chị Tâm. Tặng cho con gái con nè. Con đây hồi bữa kho cho em. Xin không chị? Bữa kho cho em nè. Em cho lại chị Tâm á. 150. Nè, cái đó là gì vậy? Rồi bên Nguyễn Tâm tặng nè. Ơi em size nhỏ nhiều lắm thiệt. Em size nhỏ kho hay cho để cho khách á. À, áo khoác riêng hiện giờ có 5 cái đó chị. Hiện giờ có 5 cái đó nha. Rồi bây giờ lên quần ha. Quần đâu đây? Dạ em nói thiệt chị nào mà biết cái gu hàng Việt Nam xuất khẩu này mấy chị chỉ có chút hàng nữa ha. Mấy chị coi nè. Hơi bị đẹp nha. Hơi bị đẹp luôn nha mấy chị. 140.000 cái quần mấy chị mua kèm kèm cho mấy ổng rồi mấy ổng đưa nguyên thủy ngân hàng cho mấy chị lấy nha. Cái quần này là khoảng cỡ bao nhiêu ký hả? Phải mấy? 75 hả? 75kg. 75kg tuy nó mặc hay mấy chị. Rồi ông muốn vô lựa lẹ nha, không có mấy cái thôi nha. 75kg là em mặc 2 cái. Ở lộn sao tự nhiên em mặc 2 cái. 75kg là 75kg. Đó, quỷ kia ngựa. Quần này hồi bữa mua trong Phước ngoài shop phải 300 mấy luôn á mấy chị. Đây nè, vải đẹp ghê luôn á. Quần này là size L nè. Quần này nhỏ hơn. Quần này size L nè. Ha. Quần này là size 2 nè mấy chị, 2 là 75-77kg nè ha. Đây. Mà 140.000 quần mà em nói mấy chị nó đẹp dễ sò luôn. Dạ lấy rồi chị. Lấy rồi chị. Ngọc Diễm đưa đổi lại cho chị Ngọc Diễm lấy size S thôi nè. 54kg nè. Rồi em nói mấy chị là hột xì dầu Opalac lắm. Đẹp lắm mấy chị. Mấy chị mặc vô cái con khót này. Cái con gót rinh nè, chị mặc vô là chị sẽ bị ghiền á. Nè đổi nè. Lấy quần L trắng đen của Cali. Rồi kiếm quần L trắng đen của Cali vậy. Trắng đen. Sao trắng đen hết gì ạ? Này ba hình nè. XL lận. Anh Phước ơi, đưa quần lại anh Phước. Đưa quần lại bác. Cali. Đứng ở đây cho mấy chị coi nè. Mặc luôn mà Mỹ cái lộn. Tột quần bán luôn nè. Cho mấy chị vừa lòng. Bà Cali bà mu chi vậy? Bà mu chi vậy bà Cali? Kệ bấm luôn. Trong tư bà Cali bà mu chi vậy? Quần 2 hịt đâu rồi? Kiếm quần 2 hịt đây. Bao nhiêu được đúng không? Này có 3 hịt nữa nè mấy chị. 3 hịt 80kg nè. Trời ơi là trời bà. Bà lấy chi mà cho ổng vô ổng tuột luôn vậy bà Cali? Chát nẻ thiệt chứ. Có chồng chị Tinh mệt mỏi. Nè quần 2X nè. Một cái 2X rồi nè. Kiếm cái 2X rồi xin. Cái 2X của em nè. XL nè. Rồi quần màu đẹp lắm chị. Quần màu đẹp nè. Hai quần của chị uống tóc Hoàng Anh nè. Hai quần của chị uống tóc Hoàng Anh nè. 140-280. Có cái cảnh tụt quần coi chừng bị quét đó chị. Tụt cái quần quại, tụt quần trong đâu quét. Rồi lấy 75kg hay đi lấy 5 cái. Tưởng trùng nhau. Rồi hay 2 cái.
Thôi về mà chị coi con quần này chị mê lắm, rêu nữa đi. Ba cái đó. Ba cái. Cái trắng đen, bốn cái. Còn cái gì nữa? Coi nữa, còn cái nào khác khác chút không? Còn cái... Còn cái là màu gì ạ? Màu đen, khác lắm. Màu đen khác lắm mà em thích đúng không? Rồi bốn cái, một cái. Bốn cái của chị Tâm Nguyễn nè. Bốn cái của chị Tâm Nguyễn nè. Trên hai tờ nha. 28, 28. 104. Tách ra 208, 208 thôi. Tính dở mà còn hay tính nữa mới gớm chứ. Đó. Đừng ai lột quần ổng hết nha. Nó quá trời luôn. Có size 90kg không chị? Có size đây nè, còn có 80kg rồi chị. Không có 90kg mà. Nói thiệt nha, vải đẹp lắm luôn á. Vải đẹp dữ dằn lắm chị. Đưa đổi cho chị uống tóc Hoàng Anh cái con trắng đen này đi anh ơi. Vải đẹp lắm. Lấy một con gì đó ra đổi con trắng đen này cho chị uống tóc Hoàng Anh đi. 70kg có quần chị. 70kg có quần mà. Trời ơi, em nói thiệt có vải đẹp lắm. Em là đờn bà mà em cầm vô cái vải mà em còn thích nữa nha mấy chị. Nói thiệt, đây nè. Đây nè chị Nguyễn Hồng Hạnh, quất con này đi. Nguyễn Hồng Hạnh quất con này đi ha. Đó. Quần của Trang Bùi nhiêu ký chị Trang ơi? Phải cho số ký em mới lấy quần cho chị được nha. Rồi cái này là hàng Việt Nam xuất khẩu nè, bỏ vô một bao đi tiên. Rồi giờ lên đầm lại nha. Trước khi lên đầm lại thì mình vô đồ lót trước ha. À, đưa lại cái đầm màu đồng đi tiên ơi. Đưa lại cái đầm màu đồng. Không chưa lấy quần Rin Nam trên ơi. Phải đi cái kho Nhật mới lấy quần Rin Nam được nha. Lấy cho em hai cái cho chồng 70kg thôi. Lấy đi lấy size XL hai cái đi tiên. Đó một cái nè. Rồi lựa một cái nữa. Cái này nè, cái tháng này cũng được. Rồi hai cái ồ lần cái này đã được rồi. Rồi hai cái của chị Hồng Hạnh nè. Hồng Hạnh Phạm hai cái nè. Hai quần đen với sáng có quần đen còn không? Sáng rồi, Nguyễn Hồng Hạnh. Chị Trang Bùi lấy một cái sáng trước nha chị Trang Bùi. Một cái sáng có được con màu gì nữa không? Rồi một cái sáng 70kg của Trang Bùi 104 nè con. Hết rồi cô. Hết rồi, cái kia là gì được chị coi ạ? Hết rồi mấy chị ơi. Thật sẽ bây giờ còn quần 80kg thôi. Còn 3 cái 80kg là hết rồi. 3 cái 80kg. Chung là cái đụng đây là bỏ chung rồi ngồi nè. Hết rồi chị Hồng Mỹ Chi đợi nha. Đợi đi mấy chị. Đợi mai em kiếm cho Nguyễn Hồng Hạnh nha. Rồi để em khoanh lại nè. Em khoanh lại. Bây giờ là chị Trang Bùi ơi, chị Trang Bùi này khách cũ hay mới hả? Anh Phú ơi, lấy cái của chị Trang Bùi đưa qua cho chị Hương Thùy đi. Rồi bây giờ của chị Trang Bùi nè, với lại của chị Hồng Mỹ Chi nè, để ngày mai em lấy hàng về em giao sau được không mấy chị? Được không hai chị ơi? Báo giúp em nha. Hồng Mỹ Chi nè. Trời ơi, em nói vải đẹp hơn mấy đợt trước luôn á, hai cái 60kg. Là đổi từ Hương Bùi, Trang Bùi sang Hương Bùi đúng không? Hai cái 70kg. Đúng rồi. Đang chơi yên giấy nữa. Rồi giờ yên của ai? Bi yên đây. Dạ nha. Ba cái quần đùi của chị Tâm. Chị Tâm nãy lấy rồi nha. Hồi nãy chị Tâm lấy 3 cái 75kg, giờ đây còn 3 cái 80kg chị Tâm lấy luôn không? 4 cái nha. Ừ, nãy chị Tâm lấy 4 cái, giờ còn 3 cái 80kg chị Tâm lấy luôn không? 75 đến 80kg. Chị Tâm lấy luôn thì lấy giúp giùm em luôn ha. Dạ Tâm khỏi cô đơn lạc lõng á chị. Cô đơn lâu ngày sẽ chết không ai chôn. Hai má em đi hay hay. Thôi thấy chị trốn hát vậy. Sao anh cửa hát rồi chứ? Ủa, hát lại baby, hát lại. Ok, mình lấy màu đồng, mình lấy màu vàng còn có 1 cái à. Ok rồi, chị Tâm Nguyễn ok rồi. Có 90kg em chưa, 90kg ở trên kho cũng không có chị Diễm Hương. Chị Diễm Hồng. Ôi, chị bán lẻ không chị đổi hết. Dạ đầm này 300.000, chị nào chưa có thì tranh thủ chốt nha. Dạ em chỉ nói nhỏ nhỏ cho mấy chị nghe là cái con này vừa vải mềm và vừa êm và vừa thích mà vừa xúc xích, nói chung là con này đẹp chuẩn quốc tế lắm nha mấy chị. 300 kiếm cho em cái đầm 60kg đi. Đùi đúng không? Đó mà, đúng rồi. Đó, có rồi đó. Đó đúng rồi đó anh Tư. Rồi,
còn 3 cái nữa. Rồi cắt anh lại Tý, không ai mua. Rồi giờ lên đồng hàng Việt Nam xuất khẩu tiếp nha. Hôm qua lai tới khúc giữa rồi phải không Tý? 3 cái 400 ha. Ủa nãy giờ lên đồng quá trời luôn mà. Rồi giờ lên đồng tiếp nha mấy chị nha. Cái gì ạ? 3 cái 400 ha. Để 2 bịch đi. 1 bịch 2 cái, 1 bịch 1 cái. 1 bịch cũng được. 1 bịch cũng được hả? Rồi Tý ơi, đưa đồng Tý ơi. Bắt đầu từ khúc ngoài này nè, đưa từng cái lên chứ nãy lộn xộn quá chưa đưa hết. Rồi đưa từng cái từng màu đi. Từng cái từng màu thôi mà đọc sai cho chị. Rồi đầm này size 60, đầm này hồi nãy chị Tâm có chốt cho con gái là đầm này size từ 60kg nè. Size 60kg nè, 300 ngàn đầm này. Mấy chị coi tay phòng nè. Nè hàng nè mấy chị nha. Hàng này là hàng của Gucci ASS BV The Magic Chion The Nana 12 Made in the Việt Nam đây. Nè, con này có size 10 và 12, size 60 đến 70kg là đầm này. Đầm này chỉ có size từ 60 đến 70kg thôi, chốt giùm em đầm hoa đen. Rồi, lên tiếp đi. Hai em nhận được quần rin rồi, lưng hơi rộng nhưng mặc ok chị. Ủa giờ mới qua tới bên đó luôn hả chị? Rồi lên cho mấy chị một con đầm này. Đầm này là 350, đầm này của hàng Sun Dre Andres 16 Made in the Việt Nam. Con này là 75kg đến 82-83kg. Con này hôm qua mấy chị giành lộn nè. Đó 250 ngàn. Size 16 nữa Tây ơi. 16. Rồi lên tiếp nè, lẹ tao like cho kịp cái gì vậy Tây. Đưa lên xuống vài mẫu đi. Rồi con này chốt giùm em đầm hoa đỏ. Con này có 2 túi rồi, chốt giùm em đầm 2 túi nha. Con này có size số 10 với gì nữa. 16. Đầm này nè. Một con 10, một con 16 hả? Ừ. Nó nói gì kệ bà nó đi mấy chị. Rồi chờ là con 10, 16 là đầm 2 nắp ha. Gì? Con nào? Con này con đó. Rồi con nó nói tao kêu con 16 thì nó kêu 10, 14 là cuối cùng là sao? Để con này lên cáo size 10, 14. Rồi nãy mới kêu con nè, size 10, 16. Lộn quá. Kén. Trời bằng cơm này thiếu kén nào thì... Em có con đầm hoa, con này vải đẹp nè. Dạ chốt giùm em con này con mã độc đi, con này vải đẹp lắm quý vị ơi. Con này có size số 10, tôi coi gì mà em thử size 10. 10, 12, 14 con này nha mấy chị nha. 10, 12 và 14 hả? Con này size 60 đến 75kg. Dạ em còn con dâm này mấy chị, con dâm này là size 80 đến 85kg. Con dâm bẹt vai nha mấy chị, size này là size 80 đến 85kg, 250 ngàn. Dâm này không có sale hả? Dâm này không có sale. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Đây là con đầm công chúa. Đầm này size 60 đến 90kg. Đầm công chúa. Đầm này 200 ngàn. Free size 60 đến 90kg. Đầm công chúa. Em có một con đầm lai dông nè. Em có một con đầm lai dông. Dâm này chị Ngọc Diễm không có dừa. Đầm hàng độc size 14 của chị Thư Mai nè. Cái đầm hàng độc size 14 á Tuy đó. Đầm đen. Không. Hoa đen. Vô ba con. Tì vô ba con đúng rồi đó, đó tới nơi rồi đó. Size 14. Size 14 của Thương Mai. Phải size 14 không? Rồi size 14 của đầm của chị Thương Mai vải đẹp lắm nha chị Thương Mai ơi. Size 14 của chị Thương Mai 300. À, viết hết rồi chị Vy Vân. Hello chị Vy Vân, qua mới mua đồ em không? Đầm công chúa 200 của Nguyễn Trinh. Mấy chị có nhớ em nói là dâm của em là 80 đến 80.5kg không? Đó đầm công chúa đâu rồi Tì? Lấy đầm công chúa xuống. Đầm công chúa của chị Nguyễn Trinh 200. 200 của Nguyễn Trinh. 200 của chị Nguyễn Trinh 200 nè. Nguyễn Trinh em có biết. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái con đầm cắt laser 108. Trời ơi con đầm này mấy chị chỉ còn mặt. Nó sang cực kỳ luôn. Con dâm của Hồng Mỹ Chi. Lát dâm 250 nè mấy chị. 180 ngàn đầm dài. Đầm maxi dài 60 đến 85kg, maxi dài bán 180 ngàn. Cho con dâm ơi. Dâm ren hồi nãy á, con dâm trắng trắng á. Đúng rồi, có cọng dây không? Rồi có cọng dây của chị Hồng Mỹ Chi nè. Rồi 250 ngàn dâm của Hồng Mỹ Chi, con này mặc xinh lắm. Qua chị Hồng Mỹ Chi có chốt kịp vé không chị ta? Hồng Mỹ Chi 250 ngàn. Đầm công chúa của Nguyễn Tâm còn không Tây? Đầm công chúa 200 của Nguyễn Tâm. Không có Diễm ơi hết rồi. Để mai cái con hàng kia nó về cũng bị lỗi nhiều. Lỗi không nhiều thì em bán về. Còn đầm công chúa còn nha. Diễm ra đây đầm công chúa còn 2-3 con lợn giỡn hoài. Giỡn hoài không vui.
Maxi của chế Thư Mai trước nè, 108 của chế Thư Mai nè. Có không? Máy này chút keo rồi nè. Rồi chút xíu nó lấy đầm công chúa, anh Tư coi đừng đó cái đầm công chúa mà có cái riêng đơn thuộc. Đây là cái đầm size 60 đến 72, 73, 74 kg, đầm này hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Đầm này là 108. Chị nào chốt đầm 108 chốt giùm em đầm 108 kèm số ký nha. Đầm 108 kèm số ký nha mấy chị. Chốt giùm em đầm hoa li ti hồng 108 kèm số ký. Còn đồ tắm thì Hồng Mỹ Chi. Đợi tí đi em lên cho em xẻ cho dài mẫu đầm. Kiếm có không? Có rồi chị kiếm trong đống này cho. Chị đợi chút trong đống rồi nè. Trên đó còn không? Dưới đây là có chắc rồi đó. Con biết dưới đây có mà. Nè, cái đống này nè. Cái đống này hôm qua có mấy cái con đầm đó đó. 200 đó đó. Đầm công chúa của chị Nguyễn Phong. Kiếm đi. Thôi khỏi để chút nữa chị đưa qua từ từ rồi chị lấy ra. À em lấy về em sửa lại. À, từ căn dung đó em không mua được sọc caro. Có đầm suông tai bàn không xốp có chị. Đó, chị Liên Hồng cho với em một phút thôi. Rồi chị Nghiễm, chị còn con dung em bán cho chị. Con dung này thứ nhất là nó bị quá rộng chị. Thứ hai nó không có dây. Em bán cho chị 190 ngàn. Không có dây, nó bị mất cọng dây rồi. Chị ok thì chị lấy nha, mất cọng dây. Em có cái bì dây này mà giờ em biết nó nằm nơi nào. Được chị lấy ha. Bé chị Tâm mặc dừa đầm hoa li ti nha. Cái đầm công chúa bé chị mặc hơi rộng. Để từ từ chút em kiếm nó. Đầm công chúa thì hơi rộng thiệt. Đầm này coi thử size kia phải size 14 không cho chị Tâm đi. 108. Rồi lấy cái con dâm mất cọng dây đó 109 cho Ngọc Diễm. Này chị Diễm chị thích dâm nè. Thiệt. Em có hai con dâm của em để dành cho mai em đem em bán nha. Mai em đem em bán cho chị nha. Nè Ngọc Diễm 109 nè. Hai mấy? Hai, 14. Em có để dành bệnh hai con dâm bệnh á. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Em có con dâm sút nè. Sao phải gọi là dâm sút? Tại vì nó là dâm sút đó mấy chị. Dưới 75, 76, 77 kg nha. Rồi bán mấy chị dâm sút này 80 ngàn. Thôi chị nào hôm nay mua được dâm sút thì chị đã may mắn. Con dâm sút này mấy chị mặc ở trong và ở ngoài kèm cái vùng rin là mấy chị đi bơi được rồi ha. Đó. Mà đi bơi coi lừa có vùng rin phải mềm mềm với lừa có vùng rin mà. Em nói mấy chị nặng quá vô nước một cái nó chạy tuột luộc luôn á nha. Rồi chốt giùm em dâm sút 80 ngàn. Dâm sút 80 ngàn, 80 ngàn dâm sút nha. Cái con này để chút treo anh Tư. Dâm sút 80 ngàn. Em có con áo bán mấy chị 50 ngàn nè. 60 đến 70, 50 đến 70 kg áo thun. Chị nào chốt áo thun 50 ngàn chốt giùm em áo thun 50 ngàn. Chốt giúp giùm em áo thun 50 ngàn. Đây cái con đầm đã ai hỏi nè. Chị tâu dâu tay tay dâu đâu rồi. À con này không phải, con này khác nha. Con này đầm này là 220. Đầm này 220 nha. 80 ngàn dâm sút của chị Thanh Hương Nguyễn. Thanh Hương Nguyễn 80 ngàn nè. Thanh Hương Nguyễn 80 ngàn dâm sút nè. Dâm sút. Em có con đầm đỏ nè mấy chị lưu ý giúp em nha. Đầm này là thun lai dông ha. Đầm này 220. Trời ơi chết rồi, chốt con đầm này là hơi bị thích. Hơi bị thích nha. Size này là size 60 đến 80 kg. Con đầm maxi đỏ này thun lai dông size 60 đến 80 kg 220. Chị nào chốt đầm đỏ lai dông 220 chốt lên giúp giùm em đầm đỏ lai dông 220. Em lên cho mấy chị một cái con đầm lá trúc 250 ha. Đầm lá trúc 250 nhưng mà đúng size 16 thôi. Đúng size 16 con đầm này em mặc vừa sức luôn á. Em mặc vừa sức luôn. Đó ha. Mà sao khác em mặc rộng luôn. Đây là đầm lá trúc nè mấy chị. Mà đầm lá trúc thì form đẹp lắm. Size 16, 75kg. 75kg đến 83kg đầm lá trúc nha. Chị nào chốt đầm lá trúc chốt lên giúp giùm em đầm lá trúc ha. Lá trúc đầm. Chị nào chốt lá trúc đầm mà chốt giùm em đầm lá trúc. Đây em có con đầm nè mấy chị. Đầm này 106 nè. Đầm này 106 nha chị Thanh Hương ơi. Đầm này như công chúa ha. Chốt giùm em đầm công chúa. Chốt giúp giùm em đầm công chúa. Này có cái thước dây đâu ta. Bì bì rút thước dây mày. Chốt giúp giùm em đầm công chúa nha mấy chị. Đầm thước dây nha mấy chị. Ủa lộn lộn đầm đen. Đầm lá trúc của Nga Phạm 250 anh Tư. Tôi đang cầm. Tuy ơi vô like Tuy. Đợi em chút. Đầm này là dòng vú dưới 110 nè.
Chị nào mà còn cỡ 80kg là vớt con đầm mày được 70-80kg. Trời, đầm này như công chúa mấy chị ơi, cưng lắm nha. Đầm này 160.000 là đầm đen. Chị nào chốt đầm đen 160, chốt giùm em đầm đen 160 đầm đen. Hồi nãy em lên cái lai dông đỏ thì hôm giờ, giờ em lên cho mấy chị con lai dông cánh sen nha. Giờ em lên cho mấy chị con lai dông cánh sen. Nó có size, nó có XL, nó có size tới 90kg lận. Rồi con này mặc lên em nói mấy chị cưng lắm. Rồi 220 đầm lá sen kèm số ký. 220 đầm lá sen kèm số ký nha quý vị ơi. Em có một con dâm nè. Em có một con, để coi thử đầm hay dâm bán cho mấy chị 170 đi. Để em coi thử size nhiêu nha. Không biết có bị lỗi hay không, nhưng mà bán mấy chị cái giá mà. Cái giá nè, đầm này đẹp lắm nha mấy chị lai dông nè. Chế nào mà khoảng cỡ 80kg hút con đầm này cho em. Bán cho mấy chị 170. Giống như ở ngoài đã có một con áo khoác cho mấy chị ha. 170 size từ 70 đến 83, 84kg vừa cái đầm xanh lai dông. Bán 170.000 đầm xanh lai dông. Bán 170.000 đầm xanh lai dông nha. Em có một con áo đen size 50 đến 65kg áo đen gấu không mà không. Áo đen gấu size 50 đến 65kg bán mấy chị 50.000. Nó rớt lại con áo vú ren nè. Áo vú ren mút mỏng mà có nâng ngực ha. Size 44. 140.000. 140.000 nha mấy chị nha. Đầm xanh 170 của Hà Nguyễn. Đó đó con đó đó. Con đó của chị Hà Nguyễn. Ở đâu ra con dâm suốt nữa vậy? Rồi dâm suốt này chị nào 90kg hút nè. Chị nào mà 90kg, 85 đến 90kg hút con dâm suốt 80.000 nè. Dâm suốt này là ốc tiêu có thì hút nha. Đầm cánh sen có size 100kg không, để em coi thì có XL. Nếu có XL thì chị sẽ vừa, còn không có XL là chị không vừa. Nè XL của chị Tâm nè, 99 mấy kg là ok nè chị Tâm à. Rồi Tâm Nguyễn 220 nè. Tâm Nguyễn 220 nè. 220 của chị Tâm Nguyễn. 200 à, chị dâu tay hồi lúc đầu tiên không biết còn chờ em tới giờ không nữa. Trời ơi chế nào mà vừa cái đầm này là hút liền nha. 250. Size này là size dưới 75-77kg ha. Áo lót đen 70kg vừa không chị Liêu hả? Dạ cái áo dùm suốt đó không vừa. Nó phải 85-90kg chị. Nè chị Hương ơi hút cái con này đi tìm đi chị Hương. Em nói thiệt chị Hương á, nếu chị Hương cầm con đầm này lo chị Hương bao phê lắm. Tuy bán con đầm này 250 dưới 77kg cho chị đi chị. Con đầm đó là hàng là dông mà lót 2 lần rồi. Bán được con đầm đó. Hai trăm rưỡi hai tục ha, hai rưỡi luôn, 270 hai trăm bảy mấy chị thứ gì chịu nổ mày bận kêu luôn người ta mới mua thấy mấy cái này thấy rấu gì mày bận kêu nó mới mua để rung mặt xéo không cờ chú mấy chị nào kêu nổ mặt không 270 mấy chị thứ nó chịu nổ. Chị giống này à lộn rồi chị không nè. Ở dưới này quay nè. Trời nó dở nãy giờ nó chưa xong được cái đó nữa. Chị nó không tốt luôn rồi. Lục. Lục. Thử đi chịu nổi mấy chị. Bán cái thứ gì chịu nổi á? Thứ gì xíu 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 đâu chị vú nè. Cái lưới này cái đầm nào tí? 250 cái quay tấm mày cái 270 mày cắt cò liền đi. Đứa nào? Đứa nào đầu cơ tích trữ? Không, từ 250 em bé nó thành 270 bây giờ. Thứ gì chịu nổi? Dùm dùm đen, cái đó không phải dùm đen, cái đó là dùm suốt á. Nhưng mà 80kg cũng rộng. Trời cái con này nè. Cái con này đem về đi. Con này đem về chút chụp hình đi đi. Ừ tới công chuyện luôn rồi chị. Tới công chuyện rồi đó. Bán này chút treo nè. Công chuyện rồi đó. Rồi áo sơ mi 140 nha. Áo sơ mi 140 nha mấy chị. Áo sơ mi này em nói mấy chị có size tới 100kg. Chị nào bữa chưa chốt áo sơ mi này là nhanh tay ha. Em lấy cái đó chị 95kg. Cái dâm suốt đó hả em?
dùm xuống ra hỏi Gia Lai. Gia Lai nhận bill kia chưa vậy? Nè dùm xuống hỏi Gia Lai. Con này phơm rộng nha, nhưng mà con này mặc lên tung lắm, vải đẹp lắm. Lấy con này phải không? Rồi 80.000 của Gia Lai nè, dùm xuống. Rồi áo sơ mi 140, chị nào chưa chốt form áo sơ mi này là chốt giúp dùm em liền mà ngay ha. Chốt giúp dùm em liền mà ngay. Hello Tina Lê nè. Bán được gì chưa vậy? Chưa. Trời ơi, 140 mà em nói mấy chị đẹp lắm nha. 140 mà đẹp cực kỳ mấy chị ha. 140 mà đẹp ngất ngay con gà tây luôn nha mấy chị. Trời ơi, con này em chưa mặc rồi, chụp hình lên á. Em mặc chụp hình lên là mấy chị thấy cái dáng của con. Cái con bbl này là mấy chị mặc lên hơi bị đẹp luôn. Nó có size từ 75kg trở lên nha bbl. Chị nào chốt bbl với cái này là áo nha Ti. Treo lên là treo phần áo nha Ti ha. Lấy móc treo luôn rồi Ti ha. Móc treo luôn. Rồi em có con đầm xả cho mấy chị 150 là size 60-72kg đầm cá tùng. Đầm này là ý yên hay mặc ngồi lai nè. Đầm này là ý yên hay mặc ngồi lai nè mấy chị. Sơ mi bê của Hồng Mỹ Chi size XL. Kiếm size XL cho Hồng Mỹ Chi đi. Rồi XL Hồng Mỹ Chi 140 nè. Con này mặc form lên đẹp lắm. Chị uống tóc Hoàng Anh nè. XL của chị uống tóc Hoàng Anh. Hay kiếm ít L cho uống tóc Hoàng Anh đi. Con này form đẹp lắm. Ít L cho uống tóc Hoàng Anh nè. In chưa vậy con? Rồi uống tóc Hoàng Anh. BBL 90kg của chị Tam Lê mới cầm cái hay ít đâu à. Con này đẹp lắm nha chị Tam Lê. Con này hơi bị xúc sắc luôn. Con này là hàng xúc đó. Con này của chị Tam Lê nè. Rồi Tam Lê là hay ít nè. Rồi cái này của chị Sương Nguyễn nè. Cái này của chị Sương Nguyễn XL nè. Anh Tư cầm cái này là của chị Sương Nguyễn nha. Sương Nguyễn XL. Thả ra. Rồi Sương Nguyễn XL. Rồi em có con đầm 60-72kg đầm cá sùng ở trước chi vú rất là tốt nha. Đầm này xả cho mấy chị còn 150.000. Chốt giùm em là đầm Chanel nâu. Con này vải đẹp lắm mấy chị. Con này may lên form rất là xinh. Chốt giùm em đầm Chanel nâu nha. Đầm Chanel nâu ha. Chị nào chốt Chanel nâu chốt lên giúp giùm em Chanel nâu ha. Con này là hôm qua em sale nè, con này size L còn nè. 60-70kg con dùm sale 280-180. Chị nào chưa chốt con dùm này chốt nhanh gấp giùm em nha. 280-180. Cái con này thì mặc lên mấy chị khỏi chê. Thông báo luôn ha. Con này mặc đầm nâu của chị Trang Nguyễn nè. 150.000 của Trang Nguyễn này nè. Chị Trang tổng kết là em thiếu chị Trang nhiêu nha. Dâm nè 60-70kg ha. Hơi bị đẹp nha mấy chị. Rồi xả cho mấy chị với giá 180. Dâm của Ngọc Diễm nè. Dâm 180 của Ngọc Diễm. Dâm 180 của Ngọc Diễm nay bán ngoài nghỉ rồi nha. Tại biết sao không? Đổ nợ á mấy chị. Em có con áo phun này 50-70kg là bán 50.000 luôn đi. Bán 50.000 con áo phun này luôn ha. 50.000 con áo phun xanh. Chị nào chốt phun xanh chốt giùm em phun xanh nha. Dâm dâm của Diễm á. Diễm thích dâm hả Diễm? Diễm thích dâm hả? Nè có con áo nhúng nè, bán cho 90.000 cho đỡ nhụt. Chị nào mà mặc form ôm được mới mặc con này nha. 60-80kg ha. Rồi bán cho 90.000 nè. 60-80kg chốt giùm em là áo nhúng. Áo nhúng nha quý vị. Áo nhúng. Em có con sơ mi nè 180 xả cho mấy chị với giá 101. Xả 100 luôn khỏi mốt. Nhưng mà con này vô lụa đẹp lắm. Nè con này 60-72kg thôi nha. Con này sơ mi chữ Z này là hơi bị đẹp nha. Sơ mi chữ Z 60-72kg. Con sơ mi chữ Z hơi bị đẹp luôn á. Chị nào chốt sơ mi chữ Z chốt giùm em ha. Xem nhiều vô đúng mai. Ừ đúng rồi. Bà bóp trù đi nha bà nội. Bóp trù giùm cái đi bé Trang ha. Bóp trù đi ha. Lớn rồi mọc lông đứt hết rồi. Bóp trù nhau đi mai nhập viện nửa giờ đó. Cái đầm này hồi nãy em có bán là 300 nhưng mà vải đẹp lắm quý vị ơi. Size số 10 tới size 14. Mấy chị phải chốt con này nè, size 10 đến size 14 đầm này ha. Chị nào chốt con đó thì chốt giúp giùm em nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị gì đây? Gì đây màu xanh đây? Gì đây là màu xanh nó còn ừ áo crop top. Áo crop top mấy chị ơi nha, xin không? Nhưng mà nói như nè, bán cho mấy chị từ 50kg đến 75kg thôi ha. Áo crop top
100.000 con đúng không? Con này thì thôi dưới 70kg thôi. Xa bán cho mấy chị 50-70kg. Rồi xả cho mấy chị 70.000 nè. Xả 70.000 áo nha. 90.000 áo 90.000 Thúy Ngờ không có vừa đâu. Thúy Ngờ không vừa đâu. Áo đó chị Thúy Ngờ không vừa. Rồi áo crop top ra. Chốt đi ha, crop top này dài cũng qua tới đúng một chút nha. Thật sự là con này em mặc vừa đó mấy chị nha. Thật sự là con này mặc vừa. Nhưng mà em tự trừ hao lại cho mấy chị 60-72kg. Ờ 50-72kg cũng được ha. Đây. Rồi xả 60.000 con cho mấy chị. Xả 60.000 con. Con này cũng vậy đó. Còn mấy con này cho Pi nó treo lên luôn. Khỏi quăng lên quăng xuống. Cái này phải lấy móc treo này tôi. Móc treo bên phần áo này. Rồi, áo 50.000 của Pi. Áo gì 50.000? Áo này 60.000. Áo 50.000 là áo gì? Rồi lắp tiếp cho mấy chị nha. Sơm đây là sơm đầm sơ mi 220 đẹp không? Size này là không, áo này là 60 hết đó chị. Áo xanh ngón 50.000 hả chị? Rồi áo xanh ngón 50.000. Linh Lương lấy áo 60.000 màu nào? Màu Holity đen hay là Holity xanh bơ? Được rồi. Lấy nào báo em nha mấy chị. Lấy nào thì mạnh dạn báo em. Cái này gà mấy cái áo lỗi hồi bữa xưa cây em kêu bỏ ở đâu vậy? Đúng rồi. Ok kìa. Linh Lương hai cái hai màu và tư ơi, thêm cái màu Holiday anh chưa đi. Rồi hai cái hai màu của Linh Lương 120 nè. Linh Lương 120 hai cái hai màu nè, cái xanh lá cho em nè. Xanh lá chị Ren Nguyễn 60.000. Không phải lỗi, bỏ bên kia đi, sai nhỏ để em trẻ. Hồi bữa có ba cái con áo sơ cây đó đúng không? Hồi áo trắng nó dơ trẻ không được đó nha. Áo đó tôi 140 đó. Rồi Ren Nguyễn một cái 60.000 nè. Dạ đầm sơ mi nha. Không phải áo thống xanh của Vitu đâu, đổi lại áo xanh 60 nè. Này phải không chị Vitu, đổi qua cái này đúng không? Đúng thì ok, lên giùm em cái nha. Dạ đồng này là size 65-75kg đầm sơ mi 220. 60-75kg đầm sơ mi 220. Chị nào chốt đầm sơ mi 220, chốt giùm em đầm này hiếm lắm, còn có 1 con à. Em nói thiệt, đầm sơ mi này rất là hiếm, còn có đúng 1 con thôi. Cho nên chị nào chốt trước thì may mắn, em có 1 con dâm nè. Dạ xả luôn cho mấy chị nha. Dâm này size 12 là dưới 72kg. Dâm này size 12 dưới 72kg. Từ từ. Đây size này size 12 nè. Con này bà may bằng vải lai dông cho nên tiếp form rất là đẹp. Và cái mẫu rất đẹp, xả 170. Chốt dùm em dâm sọc dưới 72kg, xả 170. Xả 170.000 dâm sọc nha mấy chị nha. Chị nào chốt dâm sọc đổi qua. Đổi lại thành 60.000 đi. Xanh đây nè. Mới để con này đâu rồi? Con xanh bơ mới để đâu rồi đây nè. Dạ dâm sọc của chị Linh Lương 170 nè. Chị Linh Lương dâm sọc 170 nè. 170 Linh Lương dâm sọc. Em có con áo nhún là 60-80kg, tán xe cho mấy chị 90.000 luôn. À dâm sọc của chị Linh Lương. Cái này để riêng ra nha, đừng đụng vô con. Đừng đụng vô ha. Cái này cũng 60-80kg là xả mấy chị 90.000 nhưng mà đẹp lắm nha. Xả 90.000 áo. Chốt giùm em áo xanh bơ có tay cũng vậy nè. Xả 90.000, 60-80kg ha. Chị nào chốt cái này thì chốt lên giúp giùm em ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái mã đầm. Mà em nói mấy chị là vải này hơi bị đẹp nha. Vải này xuất sắc lắm mấy chị nè. Cho mấy chị coi gần nè. Vải này xuất sắc lắm, 250. Size này là khoảng cỡ 60-65kg thôi. 250.000 đầm này. Chốt giùm em đầm 250, 60-65kg. Áo này chưa bên này nhà Tiên. 60-65kg. Em có một cái con dâm sọc nè mấy chị. Cũng chạy size này coi, để coi size nhiêu. Dâm sọc xả luôn nha. Size này size 14 dưới 75kg. Dưới 75-76kg dâm sọc xả cho mấy chị với giá 170. Dâm sọc xả 170 thun lai dông nha mấy chị nha. Con này là thun lai dông nha mấy chị nha. Thun lông da, thun lai dông. Thun lông da, thun lai dông. Con này treo lên luôn. Chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em ha. Tabugi sọc. Sọc của chị Tabugi nè. Dâm, xin lỗi. Dâm sọc của chị Linh Lương trước nè. Dâm sọc của chị Linh Lương trước.
Có một con áo sơ mi size số 10 là dưới 60 đến 69 ký là bán với chị 100 ngàn. Như gì? Chốt giùm em sơ mi nâu. 170 ngàn. 170 ngàn đồng chứ người này nó nằm bên kia hay sao đó. Đúng không? Ừ. Đầm này vải đẹp lắm. Vải đẹp lắm á chị ơi. Vải đụng vô là hột xì dầu Obelac luôn á. Con đầm la dông nè. Em nói thiệt với mấy chị, con đầm la dông xanh két này nè. Đầm la dông xanh két này á, em không có sợ ế đâu nha mấy chị. Thiệt lòng luôn á. Cái này mà giờ có nhiêu em cũng lụm về em để dành, em từ từ em bán hết trơn. Phom đầm ta nói như công chúa vải thì la dông. Nó may từ cái phom tay tới cái phom cổ tới cái phom dưới, cái nào cũng đẹp. Ha, 280 đầm là đầm, chốt giùm em đầm la dông xanh két ha. Đầm la dông xanh két 280. Chốt giùm em đầm hoa văn nâu. Đầm hoa văn nâu này, size này là size 60 đến 70 kg hoa văn nâu nè. 250 hoa văn nâu. Dâm sọc đỏ chị vừa nha chị Hương. Dâm sọc xanh khách lấy rồi. Đầm xanh két của Ngọc Diễm size số 10 280. Đầm xanh két của Ngọc Diễm, đầm xanh két còn nha. Size số 10 của Ngọc Diễm chưa? Rồi lấy một cái đầm xanh két size số 10 hoặc 12 cho ta Tabugi đi. 12 rồi Tabugi nè. Cái đó của Ngọc Diễm trước á. Rồi Tabugi 280 nè. Tabugi 280. Đúng rồi. Có. Cái đầm này á chị Tabugi, em mới mặc cái size 12 à. Phải không? Cái này là của Ngọc Diễm hay Tabugi? Ngọc Diễm là size số 10. Có chưa? Nè, Ngọc Diễm size số 10 nè. Cái con cái đó size số 12 á. Cái 12. Ngọc Diễm size số 10, Ngọc Diễm đâu? Ngọc Diễm này. Rồi Tabugi 12. Có chị nào mà 60 đến 65 kg ở đây không, tặng cho em con đầm sexy nè. Và có bill ở đây em mới tặng được nha, không có bill là không tặng, 60 đến 65 kg thôi. Đầm thun lai dông nè mấy chị, trời em có con này mặc đẹp lắm nha. Em có con này mặc đẹp xuất sắc luôn nha. À, đầm xanh két size số 10 của Hoàng Yến nè. 280 của Hoàng Yến. Em nói đầm xanh két em bán hoài luôn, không ế luôn. Cái đầm sơ mi hồi nãy Tabugi lấy chưa lấy thì nên lấy nha. Em nói thiệt mà, em nói thiệt lòng á, đầm này mặc vô mới biết cái độ sang của nó ha. Đó. Của chị Huỳnh Hồng. Chị Huỳnh Hồng có chia sẻ không nè? Chị Huỳnh Hồng có chia sẻ không? Để em kiểm tra Huỳnh Hồng nha. Huỳnh Hồng không có chia sẻ là em không có tặng nha. Cua không có dừa, dừa hãy lấy, không dừa đừng lấy. Đừng lấy cho ai hết trơn. Nè dâm sọc hồi nãy ai chưa có vậy? Dâm sọc hồi nãy ai chưa có? Phải Tabugi không? Rồi Tabugi 170 dâm sọc nè. Từ từ chị coi sai đi, từ từ. Rồi Tabugi 170 nè. Tabugi 170 nè. Tặng em đi. Huỳnh Hồng lấy đầm sơ mi. Rồi ok, Huỳnh Hồng lấy đầm sơ mi. Huỳnh Hồng lấy đầm sơ mi mới tặng con này nha. 220 của Huỳnh Hồng. 220 của Huỳnh Hồng hai món nè anh. À chị Tabugi không mặc cách mắt. Dạ ok chị. Đầm nâu này chị nào chưa chốt thì tranh thủ chốt đầm nâu nha. Để em dọn ngày dưới luôn. Đầm nâu là size 60 đến 70, 72 kg nè. Treo lên. Mấy con đầm này là treo lên. Đầm nâu. Dạ đây là đầm công chúa size 16 nè, dưới 83, 84, 85 kg. Rồi chị nào mà khoảng 80 đến 85 kg chốt cái đầm công chúa 300 này giúp em. Đầm công chúa 300 nha mấy chị nha. Công chúa 300. Em lên cho mấy chị một con đầm cắt laser size 16 dưới 83 kg, 75 đến 83 kg. Em nói mấy chị vải này là đỉnh lắm nha. Cái con vải này em không có diễn tả được cái độ dẻm của nó. Em chỉ biết là nó rất là đỉnh thôi. Chốt giùm em đầm cắt laser 280 ngàn. Em có một cái con đầm. Em có một cái con đầm CK 300. Size gì? Size 16 luôn. Size 16 kèm cái dây nịt bụng này mấy chị. Đầm này chị nào dáng cao mặc mới được, mặc mới đẹp và được ha. Rồi đầm này 300, chốt giùm em đầm CK Caro đen. Size 75 đến 83 kg. Size 10 vừa chị. Đầm bông đỏ lúc đầu cho chị coi lại, đầm bông đỏ là đầm nào ta? Không nhớ luôn. Đầm bông đỏ là đầm này á, hỏi chị Huỳnh Hồng. Chị Huỳnh Hồng mặc size này được nè. Đầm bông đỏ có hai nắp hai túi phải không? Đầm bông đỏ hai nắp hai túi đúng không? Có size số 10 nha chị, cho chị nha. Có size số 10. Đây đâu phải đỏ.
Em có một con quần nè, 140. Đầm này là quần này là quần lai dông và có rút dây bụng nha nè. Quần lai dông có rút dây bụng, chị nào mà chưa có quần này là lên chốt nè. Em nói thiệt, size 70-82kg đầm lai dông đen nè. Yên ơi, cho chị hỏi đầm lá trúc chị lấy vải co giãn không? Vải không có co giãn chị nghe, nhưng mà vừa xích luôn á chị nghe ha. Không có co giãn nha chị. Chốt giùm em quần, quần đen lai dông, quần đó có 1 cái à. Mấy chị ơi, quần đó có đúng 1 cái không nha. Chị nào vừa thì nó sẽ vừa, còn chị nào không vừa thì nó sẽ không vừa. Rồi em lên cho mấy chị con đầm eo vị sơ mi. Con này là size 60-70kg nè. Con này 280cm, mấy chị 180. Con này đẹp lắm nha. Chốt giùm em đầm eo vị 60-70kg, xả 180. Xả 180 em lên cho mấy chị một cái con đầm. Dạ dạ em giật. Em bỏ cái câu rồi em lên cho mấy chị nha. Tao lên. Đây. Size 16. Vải thun lai dông phối với loại tay ren. Ở trên này là full đá luôn nha mấy chị. Full đá ha. Rồi đầm này đẹp nhưng mà hơi già dúng 7 chút. 75-83kg đầm 300 đầm đá. Gì đó anh? Có cái quần giờ nó cũng lột bán nè. Em có con áo hoa hoa cúc 140 nè. À. Chị không lấy dâm sọc nhé. Chị tưởng là bỏ cái gì của Tabugi ra kìa. Ai lấy dâm sọc thì báo giùm em dâm sọc nha. Em có con áo hoa cúc, con này em mặc lên đẹp bà bố nội luôn. 140. Size này là size 70-85kg áo hoa cúc. Chị nào chốt áo hoa cúc chốt giùm em. Dạ có vừa chị. Đưa cái đầm bông đỏ size số 10 cho chị hình hồng. Mượn máy không anh Phước đi soạn hàng này đi. À 4-5 bill à. Ta số 10 cho chị. Cho chị Huỳnh Hồng 300. Con này đẹp lắm nha chị Huỳnh Hồng. Con này đẹp mà form đẹp lắm kìa. Con này form đẹp cực kỳ. Này form đẹp lắm. Rồi chị Huỳnh Hồng nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Lên tiếp cho mấy chị một con đầm đi ăn tiệc. Đầm là đúng đầm ăn tiệc nè, size số 10. Có co giãn vậy 60-69kg đầm này. Rồi mấy chị coi nè. Mấy đầm này là mấy chị đi mua ngoài đường có muốn bút mực nè. May hai lớp nè. Ở dưới cắt la dê là đẹp không? Đây. Mấy thì ông đào 80kg thì ơi, cái đầm này khi mà thi treo lên á, thì lấy cái đầm cái móc gì mà nó có móc ngang á, có đồ móc ngang á. Hai con nữa là đi. Một con size số 10 và một con size số 12. 250. Cái con đó là cái máy móc sắt á. Đó đúng rồi. Không. Hai con này là tí. Tí cứ thả ra tí lo cái công chuyện mà giữ đây cái gì mày cũng ôm hết vậy. Có co giãn mềm lắm chị. Cái gì đó nữa vậy? Đó có sổ đồ ở trong mà. Là cầm theo chi rồi bỏ ở đâu, tấp xe có bỏ được đâu. Thôi bớt máng đi. Cái đầm này chi không luôn rồi. Trời ơi đau xót con quần màu xanh két vậy. Quần màu xanh két size này là size 65-75kg. 70 ngàn quần xanh két nha. Chị nào chốt quần xanh két chốt giùm em. Chị nào chốt quần xanh két chốt giùm em quần xanh két ha. Xanh két. Anh Tơ có mấy cái đầm nâu này nãy giờ để đâu à? Rồi lấy xuống anh Tơ. Đầm này size 14 nè. Chị Tapuvi có lấy đầm này không? 250 nè. Form đẹp nha. Không bỏ treo trở anh Tơ hỏi gì sao. Anh lỏng. Ơi, ở đâu ra con đầm size 18 đẹp quá trời. Chị má ơi, em có đầm đẹp mà em không biết mà em đang bán đầm đẹp luôn á mấy chị. Nè, túi đá nè, 300 nha, đầm caro. Con này nếu mà chị nào khoảng cỡ size 80kg là đẹp ha. À, đầm này là khoảng cỡ 76kg. Tay cá ngay đầu luôn á, tay luôn. 76kg đến 82, 83, 84kg đầm caro này. Trời ơi, chế nào chốt con đầm caro này là xuất sắc nha, 300. Đầm caro này 300, xuất sắc ha. Xuất sắc đầm caro 300. Chị nào chốt đầm caro 300, chốt giùm em ha. 300 đầm caro.
sashimi bò nó có size 60-70kg à chị. Em đang dọn kho nha. Ôi hôm qua em có về em giấu một con đầm xếp ly mấy chị, nhưng mà chị nào mà 90-95kg mới vừa. Tại vì đợt vừa rồi em mặc con đầm xếp ly đó cho áo yếm, em mặc đi cưới đẹp quá. Thì hôm qua em có con kho nhưng mà con đã có bán cho mấy chị có 200 thôi. Nhưng mà size 90-95kg. 90-95kg. Nè bán sale cho em con áo thun trắng 60-90kg 60.000 nè. Áo thun trắng 60.000. Chị nào chốt áo thun trắng 60.000 chốt giùm em. Chị nào hiện giờ đang có, chị nào hiện giờ đang có chia sẻ livestream em, giờ em không bán con đầm này, em tặng cho mấy chị đầm sơ mi nè. Tặng. Đầm này là hàng sinh nhật nè mấy chị, tại thấy đi sinh nhật thấy đẹp quá vớt mấy con đầm về. Đầm này đầm sinh nhật nhưng mà size còn cỡ dưới 70kg thôi. Chị nào có chia sẻ livestream mà có bill ở nhà em tặng nha. Chị nào có chia sẻ áo trắng của Tabugi 60.000 nè. Tabugi 60.000. Huỳnh Hồng tặng, bà Huỳnh Hồng bà mau á. Bữa sau mà chị không chia sẻ cho em là em không tặng chị Huỳnh Hồng đâu nha. Nhớ vô bấm giùm em nút chia sẻ Tabugi 60.000. Rồi Huỳnh Hồng tặng nè con. Huỳnh Hồng tặng. Dạ quần này size 65-75kg, có chị nào lấy quần đùi không báo giùm em nha. Nè dâm sọc em vẫn còn nè, hồi nãy chị nào hỏi dâm sọc chị Thanh Hương hả? Dâm sọc sale 170 còn nè chị, 250 sale 170 nha, vẫn còn ha. Nhớ chia sẻ giùm em sống gì cái chia sẻ á mấy chị. Em sống gì cái chia sẻ mà. Rồi đầm này size 12 là chị nào dưới 72-73kg chốt ha. Đầm này hàng Việt Nam xuất khẩu 250.000. Size 60-72kg. Chị nào chốt size 60-72kg chốt giùm em nha. Nè còn hai con đầm này bữa mình kiếm không có nè Tuy. Hai con size 12 luôn. Tuy kia bên này nha. Hai con này Tuy kia bên này. Rồi bộ này có size 60-100kg nè. Bộ này 240. Dễ thương lắm mấy chị. Bộ này 240.000 bộ bò nha. Chị nào chốt bộ bò chốt giùm em. Dâm sọc 170 của Thanh Hương Nguyễn. Tuy mới cầm lên đó. Dâm sọc đỏ. Dâm sọc đỏ của Thanh Hương Nguyễn. 170 của ai? Ốc Dũng con XL không? 180 đâu gì? Dâm sọc của Thanh Hương Nguyễn. Đây nè anh Tư ạ, à, dâm sọc đỏ luôn rồi đây kìa. Tuy 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 đụng cái live stream tùm lum hết kìa. Con nó có một size anh Tư ơi. Ốc Dũng 180. Nhà đọc cho chị coi hàng nha baby. Bộ nó cộng con ấy lo nó sập nha. Ủa cho còn biết lên hết rồi hả? Đồ. Hồi nãy có một cái bao đưa đồ qua đó bây giờ. Tao nói chị chưa chụp hình coi được có thêm lấy nữa là ưu tiên cái chị khách mới cái này. Cái chị gì á? Bỏ ra đây vậy Tây, chị kiếm phụ với Tây. Ngồi mẹ ơi, nó biết chừng nào không hè. Tịnh Hương Tú lấy size 2X nha. Tịnh Hương Tú lấy size 2X. Rồi em lên cho mấy chị một cái đầm nè, xả luôn. 250 xả luôn size 16. 250 xả luôn nha mấy chị, 190.000. Ôi chị nào mà chốt được con đầm này là hơi bị mê nha. Ở trong nó là thun lai dông, ở ngoài nó là cái tay nha. 190.000, sẵn sàng sale vậy thôi. Sẵn sàng sale vậy thôi nha mấy chị. Chứ không có sale liên tục đâu ha. Lâu lâu có những cái ngày sẵn sàng vậy á. Rồi áo 60.000 là còn mấy con nè. Thứ nhất là áo chữ chữ tím nè. 60-90kg áo tím chữ 3, áo tím. Áo tím số 8. Chốt giùm em áo trắng chữ đỏ rồi xả 60.000 luôn, 19 của Nguyễn Thúy. 19 của Nguyễn Thúy cái đầm đen anh Tư. Nguyễn Thúy 19. Đó, chị nào chốt cái này thì chốt lên giúp giùm em áo nha. Đó, áo em còn được mấy con đó, chị nào chốt áo thì chốt áo đi. Bộ đó là một bộ. Hai cô mấy cô. Chị gì? Hai cô. Chị hai cô đổi hai mẫu đó size L cho chị hai cô đi. Nhưng mà chưa gửi bill ở đâu, phải kêu để lại. Áo thun nha. Ai chưa chốt áo thun chốt giùm em áo thun nha. Gì anh? Áo thun. Chị nào chốt áo thun chốt lên giúp giùm em áo thun. Em có một con đầm nè. Size này size 85-95kg, xả cho mấy chị 140 đầm trắng. Kêu đầm này lên luôn. Xả 140 nè.
nó hơi bị dơ tí xíu thôi. Con này phải size từ 80kg nó mới đẹp nha. Đó, 80 đến 85kg nó mới đẹp. Còn dưới thì nó không đẹp. Em có một con quần xanh 120, nhưng mà quần này á mấy chị biết không, quần này là eo nó khoảng cỡ 90 thôi, là chị nào mà khoảng cỡ dưới 70kg là hốt được ha. Eo con này khoảng cỡ 90 thôi, khoảng 90 đừng hốt nha. Nè, dâm sọc đỏ còn nè ha, dâm sọc đỏ còn, áo thun còn nè Tiên, đeo lên luôn. Mấy áo này tới khi còn không có hàng con bán. Có làm công chú rồi. Để chút gì để kiếm nha. Áo nè, chút treo lên thưa. Áo nè, có cái chỗ quý cái này nữa. Đầm nè, treo lên luôn. Rồi, mấy giờ rồi con? Chị nào mà khách cũ mà Bill biết mà muốn ngày mai mua thêm thì nhớ nhắn tin vô fanpage nha. Nhắn tin là 7 đĩa để Bill lại ha. Nhắn tin là 7 đĩa để Bill lại giúp em nha. Còn là shop ơi để Bill lại ha. Cô nào à, muốn dùng Bill á thì tắt like xong mấy cô vô nói giùm con nha mấy cô ơi. Cô nào muốn dùng Bill là phải nói liền nha. Mấy cô không nói liền mà gửi hàng à. Mấy cô cho khách mới khỏi nói. Dạ khách mới thì không cần nói nha. Khách mới nhà em không có cho dùng Bill ha. Cái bộ này á, ủa cái nó mất rồi. Ừ đúng rồi, nó mất. Mà sao chị đưa giá 2 rưỡi rồi. Rồi, chào mấy chị nha. Chào mấy chị nhiều nhiều ha. Chào mấy cô, hẹn gặp lại ngày mai nha. Chưa mai gì khỏe thì like, còn không khỏe thì hẹn 8 giờ rưỡi nha mấy cô. Mới đây là 11 rưỡi rồi hả? Mấy mai mấy cô, hẹn gặp lại ngày mai.